chương 1232, cuộc họp bất thường. Tình huống bình thường Liễu Tuấn nghỉ ngơi rất đúng giờ, sáng 6 giờ dậy tập thể dục, trưa nằm ngủ một chút, chừng 9 giờ tối, Liễu Tuấn đặt văn kiện xuống, vạn mình chuẩn bị rửa ráy nghỉ ngơi, vừa bước ra khỏi thư phòng thì điện thoại vang lên, Liễu Tuấn nhìn số, do hàng hút gọi tới, chào hàng bí thư, Liễu Tuấn bình thản chào hỏi. Hàng hút nghe cái giọng này của Liễu Tuấn thì cay lắm, cửa chính phủ tỉnh xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy Liễu Tuấn không thể không biết, nhưng vẫn tỏ ra chấn tĩnh như vậy, đúng là giỏi vờ vịt, thị trưởng, tôi vừa ở trên tỉnh về, muốn triệu tập cuộc họp thường ủy khẩn cấp thảo luận xử lý chuyện quần chúng khiếu nại tập thể. Từng đại khái chừng một tiếng đồng hồ nữa tôi sẽ về tới nơi, mời thị trưởng triệu tập các đồng chí, tôi về là họp ngay, hàng hút nói với chút giọng mệnh lệnh, cho dù hàng hút làm bí thư rất yếu thế, nhưng thời gian dài tự nhiên vẫn có chút khí thế. Dù thế nào hắn mời là người đứng đầu, huống chi chuyện này do Liễu Tuấn chuyên quyền độc đoán mới gây nên, vậy mà hàng bí thư lại phải đi chùi đít hộ. Hà bí thư chạy đi chạy lại, đường xá gập gần xương cốt rã rời, tâm tình không tốt, nói với vẻ ra lệnh một chút là điều đương nhiên. "Được, bí thư vất vả rồi." Liễu Tuấn vẫn mỉm cười đáp rất ôn hòa, "Sao thế? Lại phải đi à? Xảy ra chuyện lớn rồi phải không?" Nghiêm Phi đang chuẩn bị y phục cho Liễu Tuấn tắm rửa. Nghe y nói chuyện qua điện thoại liền hỏi, ừ, có một số quần chúng lên tỉnh khiếu nại, hàng bí thư từ tỉnh trở về muốn học ngay trong đêm, xem ra lại phải để em ngủ trước một mình rồi. Liễu thị trưởng nhìn vợ nói có chút ấy nấy, nghiêm phi nhoẻn miệng cười, không sao, em dỗ dương dương ngủ là được. Liễu Tuấn cười ôm nghiêm nghi một cái, rồi bắt đầu gọi điện thoại thông báo cho các thường ủy khác tới học. Khi Liễu thị trưởng tới phòng hội nghị thì chỉ có Lê Mẫn Trung và Yêu Hải Anh, hiện giờ là 10 giờ chính lúc sinh hoạt đêm phong phú nhất, không phải tất cả các thường ủy đều giống như liễu thị trưởng ở nhà phê duyệt công văn, Lê Mẫn Trung tuổi khá cao, tối thường không ra ngoài hoạt động. Yêu Hải Anh tuy tính khí nóng nảy nhưng làm phẩm hạnh cá nhân không tệ, lại là nữ đồng chí, hoạt động buổi tối rất ít, vì thế mà tới rất nhanh, hai người vội đứng dậy đón Liễu Tuấn. Liễu Tuấn mỉm cười đáp lại, đi tới ngồi đối diện với Lê Mẫn Trung, còn Yêu Hải Anh ngồi bên cạnh y, thị trưởng, có phải vì chuyện công nhân mỏ đi khiếu nại không liễu tuấn vừa mới ngồi xuống yêu hải anh đã vội vã hỏi ngay hiển nhiên mọi người đều đã đoán được là chuyện gì tỉnh không phong tỏa tin tức kia liễu tuấn gật đầu đúng thế hàng bí thư đang trở về yêu hải anh muốn nói lại thôi chuyện này nói ra thì do liễu tuấn gây nên hiện giờ thảo luận cách giải quyết yêu hải anh không biết phải nói gì liễu tuấn biết ý cười nói bí thư hải anh đóng mỏ trái phép là chính xác và cần thiết an bài đường ra cho quần chúng cũng là cần thiết, không hề mâu thuẫn. Yêu hải anh gật đầu, Lê Mẫn Trung vừa hút thuốc vừa nói, khiếu nại tập thể cũng chẳng phải chuyện mới mẻ gì. Lời này là sự thật, khoảng thời gian qua cùng với việc cải cách quốc xí đi sâu, sinh ra vô số công nhân mất việc. Mặc dù cuối năm ngoài Đại hội Trung ương đưa ra quyết định an bài công việc cho những công nhân này, nhưng thực thi rất gian nan. Một là số người nghỉ việc quá lớn, trong khi đại bộ phận xí nghiệp đang tinh giản nhân viên, hay là rất nhiều công nhân trừ công việc trước thì không có nghề khác, nên an bài công tác thích hợp khó khăn. Vì thế mấy năm gần đây chuyện công nhân mất việc đi khiếu nại tập thể toàn quốc đều có, không chỉ ở tỉnh A. Trong hoàn cảnh đó, xảy ra chuyện quần chúng bao vây cửa chính phủ tỉnh không thể coi là quá bất thường. Thấy Liễu Tuấn gật đầu, yêu hải anh trấn tỉnh lại không còn lo lắng nữa. Không lâu sau nông sĩ An cũng đi vào phòng hội nghị. Nông sĩ An có tuổi cao nhất trong ban thường ủy, thậm chí hơn cả Lê Mẫn Trung, sở thích nghiệp dư của nông trưởng phòng là xem sách. Hàng hút thói quen tính nông sĩ An thuộc phe Liễu Tuấn, thực tế nông sĩ An đa phần khá độc lập, nông trưởng phòng, việc chuẩn bị tư liệu tuyên truyền bí thư chi bộ cơ sở ưu tú làm đến đâu rồi, Liễu Tuấn đột nhiên hỏi, nông sĩ An không ngờ Liễu Tuấn lại hỏi tới chuyện này, hơi ngẩn ra một chút mới đám, à, đang chỉnh lý tài liệu, sắp hoàn thành rồi. Công tác tuyển chọn bộ dưỡng bí thư chi bộ huyện Bạch Hồ đã kết thúc thí điểm vào cuối năm ngoái, chính thức triển khai toàn thành phố, việc này được Trung tổ bộ và phỏng tổ chức tỉnh ủy coi trọng, có ý coi cả tiểm châu như thí điểm. Vì phối hợp với nhu cầu này, thành ủy quyết định tăng cường tuyên truyền, tuyển chọn những bí thư chi bộ thành tích xuất sắc, tổng kết câu chuyện của họ đăng lên báo chí và truyền hình, tăng cường ảnh hưởng. Tuy đây là công tác rất quan trọng nhưng tự hồ giờ không phải là lúc tham khảo chuyện này, vẻ ung dung của Liễu Tuấn làm nông sĩ An khó hiểu, vị thị trưởng trẻ này nhiều khi làm người ta nhìn không thấu. Liễu Tuấn thuận miệng dặn, phải tranh thủ mau chóng thực hiện hoạt động tuyên truyền. Thường thì thị trưởng không quan tâm tới công tác đảng càng không chủ động chỉ thị cho trưởng phòng tuyên truyền. Có điều Liễu Tuấn không kiên kỵ việc này, y vốn là thị trưởng đặc biệt. Vâng, chúng tôi nhất định sẽ tranh thủ. Nông sĩ An cũng chẳng thấy có gì không ổn. Tự hồ mọi người đều quen việc Liễu Tuấn chọc máy khắp nơi. Chừng 10 giờ 30 hàng hút xuất hiện ở cửa phòng hội nghị với vẻ mệt mỏi trừ đại tá Lý Thế An tới thủ đô học thì các thường ủy khác đều đã tới đủ, hàng hút nhìn qua hội trường khẽ gật đầu, bất kể liễu nha nội ngang ngược thế nào, gặp phải chuyện này cũng không chút hàm hồ, các đồng chí, tình hình nghiêm trọng lắm, hàng hút ngồi xuống nghiêm túc đi vào vấn đề ngay, giới thiệu đơn giản qua chuyện trên tình ngày hôm nay, hàng hút tới tỉnh thì các quần chúng khiếu nại đã được an bài chỗ ở tạm, có điều đây chỉ là biện pháp lâm thời, nếu như vấn đề không được giải quyết, những quần chúng này sẽ tiếp tục tới của chính phủ tỉnh gây chuyện. Bên ngoài nơi chiêu đãi tăng cường cảnh vệ, trừ nhân viên bảo vệ chính phủ tỉnh còn có rất nhiều cảnh sát thường phục. Bên ngoài cũng tập trung mười mấy phóng viên ý đố lẻn vào bên trong tìm hiểu tình hình, đều bị nhân viên an ninh không chút khách khí ngăn lại. Nhưng hàng hút đoán chừng biện pháp này hơi muộn rồi, dù sao quần chúng bao vây cửa chính phủ tỉnh khá lâu, đã có phóng viên chụp được ảnh, khả năng còn tiến hành phỏng vấn ngắn gọn, nghe hàng hút giới thiệu tình hình các thường ủy thần sắc trịnh trọng ánh mắt như vô ý nhìn liễu tuấn đương nhiên chỉ liếc qua thôi chẳng ai dám nhìn liễu nha nội dẫn lửa thiêu thân có điều vẻ mặt liễu thị trưởng vẫn bình tĩnh như không thậm chí trên miệng như còn có nụ cười thái độ này làm rất nhiều thường ủy thầm sửng sốt các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy phê bình nghiêm khắc công tác của chúng ta hổ thẹn tôi rất xấu hổ không làm tốt công việc để xảy ra chuyện nghiêm trọng này Hàng hút nói rất nặng nề các thường ủy thu ánh mặt lại ngồi ngay ngắn mắt nhìn thẳng Chuyện cấp bách hiện nay là phải an bài công việc cho những quần chúng này, nếu không có giải quyết tận gốc vấn đề. Hàng hút nhìn sang phía Liễu Tuấn, thị trưởng xem an bài công việc cho quần chúng thế nào mới thích hợp. Chuyện do Liễu Tuấn gây nên, giờ lại kê cao gối ngủ kỹ, làm hàng hút thầm tức giận thế nào khỏi nói cũng biết, chẳng chú ý nhiều, trực tiếp điểm danh Liễu Tuấn. Liễu Tuấn thản nhiên nói, công nhân mỏ thất nghiệp có hơn 1.000 người, đại bộ phận là nông dân xung quanh, an bài công việc cho mấy chục người này không khó quan trọng là vấn đề về sau. Giả sử quần chúng khác cũng yêu cầu chúng ta an bài công tác thì phải làm sao, trừ công tác liên quan tới khai thác mỏ, an bài vi khác bọn họ cũng chẳng làm nổi, hàng hút trầm mặt lại, nói với chút khó chịu, bất kể thế nào cũng phải an bài công tác cho những quần chúng này, lửa cháy ngang mày rồi, giải quyết đã rồi hẳn hay, chương 1233, lòng dạ khó lường. Liễu Tuấn không nói nữa liếc sang bên cạnh, triệu sư phạm lập tức hiểu ý nói, an bài công việc cho mấy chục công nhân này không có vấn đề gì. Sau khi đóng cửa các khu mỏ trái phép, khu mỏ quốc hữu mở rộng, cần nhiều công nhân mỏ thành thạo, trong thời gian ngắn có thể tiếp nhận 300.000-500 người, các thường ủy đều thở vào, công nhân mỏ không phải làm ầm ĩ muốn cơm ăn, muốn việc làm sao. Thế thì an bài vào mỏ quốc hữu làm công lâm thời, cả an toàn lẫn đãi ngộ đều tốt hơn, hẳn là bọn họ hài lòng rồi, hàng hút tức lắm. Nhìn thái độ của Liễu Tuấn và Triệu Sư Phạm đủ biết có tính toán trước, nhưng lại lại thờ ơ không chịu chủ động đứng ra xử lý, đợi khi chuyện náo loạn lên làm hà Húc chạy đôn chạy đáo, bị lãnh đạo tỉnh ủy trang dậy mới thông thả đưa ra phương án giải quyết. Hàng Húc cảm thấy trong lòng có ngọn lửa không có chỗ thoát, nếu là chuyện khác đã đành, nhưng chuyện này do Liễu Nha nội cậu gây ra lại còn làm thế thì thật quá khinh người. Đồng chí Sư Phạm, chính phủ phải đưa ra một phương án hoàn chỉnh, vừa rồi liễu thị trưởng chẳng phải nói có hơn nghìn công nhân mỏ thất nghiệp sao, chúng ta an bài công việc cho những quần chúng khiếu nại là cần thiết, nhưng các công nhân khác cũng không thể không ngó ngàn tới, để tránh về sau có sự kiện quần chúng lớn hơn, chính phủ phải có phương án hoàn chỉnh giải quyết rốt ráo chuyện này, hàng hút nói rất nghiêm túc, không khí cuộc họp tức thì trở nên căng thẳng, rõ ràng liễu tuấn ngồi đây, hàng hút lại nói với triệu sư phạm, sự bất mãn đã thể hiện rõ ràng rồi chỉ kiên kỵ thể diện nha nội mà chưa trở mặt thôi. Trong suy nghĩ của hàng hút, hắn tuyệt đối có lý do tức giận. Vốn chuyện này do Liễu Tuấn cậu gây ra vậy thì tự đi mà chùi đít. Triệu sư phạm nhìn qua Liễu Tuấn, nhưng chỉ thấy Liễu thị trưởng ung dung uống trà, chẳng có thái độ gì. Vâng thưa hàng bí thư, triệu sư phạm chỉ đành gật đầu. Hàng hút một lần nữa quét mắt qua các thường ủy, chậm rãi nói, các đồng chí, đây là một bài học. Một bài học nghiêm trọng, Chuyện này dạy chúng ta làm việc gì cũng phải suy nghĩ kỹ trước, không được kích động. Sắc mặt các thường ủy biến đổi, IAI Hải Anh nhướng mày lên, hàng hút lại còn muốn thừa cơ kiếm chuyện. Hàng bí thư, chuyện này cục khiếu nại xử lý có vấn đề, làm mọi người bất ngờ là không phải do yêu Hải Anh nhảy ra phản bác lời của hàng hút, mà là Lê Mẫn Trung luôn trầm ổn. Ánh mắt mọi người đều chiếu vào Lê Mẫn Trung, hàng hút càng ngẩn ra, vì Lê Mẫn Trung tuổi cao tư cách lão thành, bình thường lê mẫn trung không tùy ý phát biểu ý kiến ông ta đứng ra nói câu này rất có sức nặng hồ tri vận cười nói bí thư mẫn trung cục khiếu nại xử lý việc này rất tốt lần nào cũng khống chế được sự việc không để mở rộng thêm thường thì bí thư thành ủy không tiện tranh luận với cấp dưới trong cuộc họp đổng xương làm rùa rụt đầu nên chỉ có hồ tri vận đứng ra thôi kỳ thực hắn không thích làm tốt xung phong hãm trận tí nào nhưng tình thế bức bách chỉ đành làm vậy lễ mẫn trung nói lan khả cúc chỉ ba phải nếu như hắn giải quyết vấn đề thì làm sao quần chúng kéo lên tỉnh chặn cửa chính phủ. Hồ Tri vẫn hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng tươi cười nói, cục khiếu nại chỉ là đơn vị điều hòa, không có quyền lực an bài mà. Lê Mẫn Trung lạnh nhạt nói, vậy thì hắn phải báo cáo với chính phủ và thành ủy để đưa ra phương án giải quyết, hắn đã báo cáo với ai chưa? Tự cho rằng đối phó qua quyết quần chúng là xong việc, phòng khiếu nại thăng cấp, Lan Khả Cúc làm việc vẫn ba phải. Ý nghĩa việc thành lập cục khiếu nại ở đâu? các thường ủy sắc mặt càng thêm nghiêm trọng dưới tình huống bình thường lê mẫn trung không tỏ thái độ kịch liệt như thế mặc dù lan khả cúc không phải thường ủy nhưng dù sao cũng là cán bộ cấp phó sở ngang với lê mẫn trung trước mặt thường ủy nói không giữ thể diện chút nào như vậy có thể thấy lên mẫn trung tức giận thật rồi bí thư mẫn trung nói rất đúng nếu như lan khả cúc kịp thời báo cáo chuyện này không tự chủ trương lừa quần chúng đi cho xong việc thì không xảy ra chuyện này hôm nay không hỏi cũng biết đây là đồng chí yêu hải anh rồi, hơn nữa ngôn từ càng kịch liệt hơn. Lê Mẫn Trung nói là đối phó qua quyết, còn cô ta dùng luôn chữa, lừa. Triệu sư phạm tiếp lời, cục khiếu nại xử lý vấn đề này đúng là không thỏa đáng, bỏ mặt quần chúng, chính phủ không nhận được bất kỳ báo cáo nào của cục khiếu nại cả. Sắc mặt hàng hút tức thì tối đi vài phần, sao tôi mới nói Liễu Tuấn một câu các người đã tràn lên như ông vỡ tổ rồi. Chẳng lẽ Liễu Tuấn thành thần rồi, không ai được đụng vào. Nghĩ tới đây hàng hút bất giác liếc qua phía Liễu Tuấn, Liễu Thị trưởng sắc mặt bình tĩnh, chẳng hề có ý gây sự, thấy thế hàng hút càng bất an, lời ra tới miệng nuốt trở lại, để xem các người còn muốn nói thế nào nữa. Yêu Hải Anh đã lên tiếng thì thường không nói một hai câu mà xong được, mà phải nói cho hả hê mới thôi, nên mặc kệ sắc mặt của hàng hút, tiếp lời triệu sư phạm luôn, cục khiếu nại xử lý việc này khiến tôi có cảm giác đang thực hiện trình tự. Câu này phát ra khỏi miệng khiến khuôn mặt bình tĩnh của Liễu Tuấn cuối cùng có chút sao động, tự hồ có chút kinh ngạc, có điều nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Quần chúng tới gây chuyện lần nào, cục khiếu nại lừa về được lần ấy cho rằng đại công cáo thành rồi, kỳ thực vấn đề chẳng được giải quyết, quần chúng sẽ lần lượt làm sự kiện thăng cấp. Theo lý mà nói, Lan Khả Cúc là một cán bộ kinh nghiệm, phải nhận thức được điều này chứ. Giọng nói bén nhọn của yêu hải anh lần nữa kích thích mọi người, miệng Liễu Tuấn thoáng qua nụ cười yêu hải anh quả nhiên không uống là lãnh đạo cán bộ nhiều năm nhìn một cái là nắm ngay được bản chất sự việc hơn nữa đừng thấy yêu hải anh nói chuyện không biết kiên kỵ gì thực chất rất có chừng mực mặc dù nói lan khả cúc cố ý thực hiện trình tự khiến sự việc diễn biến xấu tuy nói rất mập mờ nhưng ý tứ rõ ràng các thường ủy khác hiển nhiên đã nghe ra tư tưởng chủ đạo của bí thư hải anh rồi sắc mặt tức thì trở nên nghiêm trọng đây không phải là tranh luận bình thường mà thực sự yêu Hải Anh có ý đồ khơi mào đại chiến. Giả sử chân tướng đúng như yêu Hải Anh đã nói, Lan Khả Cúc cố ý làm sự miệng mở rộng là với mục đích gì? Công nhân mỏ sở dĩ khiếu nại là do mất công việc, nghĩ thêm một bước nữa là do Liễu Tuấn đóng cửa khu mỏ trái phép. Chẳng lẽ Lan Khả Cúc muốn dựa vào quần chúng lên tỉnh gây chuyện để nhắm vào Liễu Tuấn, làm việc không được quá kích động, phải cân nhắc kỹ mới được, giống như lời hàng hút vừa mới nói. Vấn đề là Lan Khả Cúc lấy đâu ra lá gan lớn như thế trực diện khiêu chiến Liễu Tuấn, chỉ nghĩ thôi người ta đã rùng mình rồi. Ở Tiềm Châu có ai có gan đó, có năng lực đó. Hình như chỉ có hàng hút miễn cưỡng đủ tư cách, còn về Lan Khả Cúc, chỉ là trò cười. Như vậy hàng hút thực sự định khai chiến với Liễu Tuấn sao? Các thường ủy lòng nặng nề. Nếu như hàng hút lựa chọn khai chiến toàn diện với Liễu Tuấn thật, thì nhất định là cơn sóng ngập trời. Ai chả biết hai vị này không chỉ đại biểu cho bản thân. Nếu Hàng Húc và Liễu Tuấn không có chỗ dựa lớn, thì hai lãnh đạo hàng đầu giao chiến đã đủ cho quan trường chấn động rồi. Nhất thời các thường ủy đều nghĩ sâu thêm về vấn đề này, đó là vì sao Hàng Húc muốn khai chiến với Liễu Tuấn ở việc này. Chẳng lẽ được chỉ thị của lãnh đạo trên tỉnh, khỏi cần nói đó là cụ hạo cẩm rồi. Nếu cụ hạo cẩm cho rằng có thể nạy Liễu Tuấn ra khỏi tiềm châu, tức là đại biểu thế cục cao tầng có khả năng sinh ra biến hóa, cụ hào cẩm cho rằng nắm chắc phần thắng chỉ nghĩ tới hai cổ thế lực chính trị cực lớn mà liễu tuấn và cù hạo cẩm đại biểu các thường ủy đều thầm kinh hãi đấu tranh ở tầng cấp đó không phải điều bọn họ có thể suy đoán được càng không thể dấn thân vào một cán bộ phó sở nho nhỏ bất cẩn một chút là rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục hội trường liền trở nên yên tĩnh tất cả mọi người đều nhắm mắt không nói chuyện đã thành mẫn cảm như thế trước khi lên tiếng phải cân nhắc cho kỹ liễu tuấn mỉm cười đặt chén trà trong tay xuống chậm rãi nói phải nói rằng các đồng chí ở cục khiếu nại xử lý việc này khá đắc lực, chí ít thì hành động nhanh, đồng chí Lan Khả Cúc có lẽ chỉ không muốn gây thêm phiền phức cho lãnh đạo thành ủy, có thể độc lập giải quyết là tốt mà, còn về phần phương pháp thiếu sót thì có thể tiếp tục cải tiến, tin rằng các đồng chí cục khiếu nại sẽ tổng kết bài học kinh nghiệm này. Tôi thấy chuyện cấp bách hiện nay là an bài công tác cho quần chúng khiếu nại, chuyện này chính phủ sẽ giải quyết thỏa đáng. Thị trưởng sư phạm hãy cùng đồng chí An Đông đưa ra một phương án khả thi, cùng Giang Thành và các khu huyện xung quanh nhanh chóng giải quyết việc này. Vâng thưa thị trưởng, lần này triệu sư phạm đám dứt khoát hơn lúc trả lời hàng hút nhiều, chương 1234, tâm tư khác nhau. 7 giờ sáng ngày hôm sau, cách thời gian đi làm thông thường một tiếng, hàng hút, liễu tuấn thêm vào quý An Đông, tô duyên quan vội vã chạy lên Ngọc Lan, tiếp hành tiếp xúc với quần chúng mi khiếu nại, cuộc tọa đảm do hàng hút chủ trì nói lời xin lỗi quần chúng, thành ủy chính phủ không suy nghĩ tới đường ra cho mọi người là một thiếu sót. Tiếp đó Quý An Đông đọc quyết định an bài công việc cho công nhân mỏ mất việc. Tô Duyên Quang là người tỏ thái độ cuối cùng, nói nhất định thực thi nghị quyết của chính phủ, an bài công tác thích hợp cho quần chúng. Từ đầu tới cuối liễu thị trưởng không phát biểu câu nào, nếu như không được giới thiệu, nói không chừng chẳng quần chúng nào nhớ ra y là thị trưởng tìm châu. Liễu Tuấn chỉ làm người đứng xem những quần chúng khiếu nại này nhìn quan phụ mẫu bọn họ đầy lo lắng, có mấy người thậm chí nhìn có xung quanh, tới tận khi thấy mấy người đặc biệt trong đám đông ra hiệu mới yên tâm lại, hiện tượng này làm Liễu Tuấn thấy rất thú vị, mấy người kia rõ ràng ăn mặc khác với đám đông, sạch sẽ phản phiêu không giống công nhân mỏ, có vẻ như dân thành phố. Mấy vị này hẳn là lãnh đạo quần chúng khiếu nại rồi, mấy người đó cũng rất hay, mỗi khi ánh mắt Liễu Tuấn vô ý lướt qua mặt chúng, đều bất giác quay đầu đi. Khi lãnh đạo thành phố tỏ thái độ xong, các công nhân đưa mặt nhìn nhau không ai nói gì. Nhân viên thư ký đi theo đứng dậy bắt đầu lập danh sách đăng ký quần chúng. Hành động này làm quần chúng bất an. Hàng hút giải thích là sau khi trở về sẽ an bài công tác thích hợp cho bọn họ. Đăng ký tư liệu là trình tự phải có. Lời này được quần chúng chấp nhận. Một số do dự lấy chứng minh thư ra. Hành vi quần thế là như thế. Chỉ cần có người dẫn đầu là lập tức người khác làm theo. Việc đăng ký nhanh chóng được hoàn thành mấy nhà tổ chức kia cũng ngoan ngoãn đăng ký. Liễu Tuấn phát hiện khi bọn chúng lấy chứng minh thư ra thì vô cùng do dự, thậm chí có một hai tên nói quên mang giấy tờ, chỉ báo danh ngoài miệng, không biết thật hay giả, có điều không sao, ra ra là biết. Đi cùng với Liễu Thị trưởng có mấy công an mặc thường phục. Mấy công an thường phục này đi theo, hàng hút không có nghi vấn gì, vì chú ý an toàn mà, chẳng may chuyện không giải quyết tốt lại náo loạn lên thì phải làm sao chẳng lẽ lại để bị quần chúng đập vỡ đầu như Phượng Trí Dũng, còn nguyên nhân thực sự đoán chừng chỉ một mình Liễu Tuấn mới biết, chuyện xử lý rất thuận lợi, sau khi đăng ký hoàn tất, quần chúng khiếu nại lên ba chiếc xe khách lớn quay về Giang Thành, hai người quên mang chứng minh thư không lên xe, nói có chuyện phải làm ở tỉnh, tự đi về. Nhân viên công tác cũng không miễn cưỡng để cho chúng tự rời đi. Có điều hai tên đó không ngờ bọn chúng bị người ta theo dõi rồi. Quý An Đông và Tô Duyên Quang theo quần chúng quay về. Còn Liễu Tuấn và Hàng Húc ở lại, chuyện được giải quyết thuận lợi, không đại biểu trách nhiệm trên vai Liễu thị trưởng và Hàng bí thư được gỡ xuống, xảy ra sự kiện ác liệt như thế thì phải có câu trả lời với lãnh đạo tỉnh ủy, Hàng Húc nhỏ giọng nói, "Thị trưởng, cụ bí thư dặn chúng ta xử lý xong chuyện này thì tới báo cáo." Liễu Tuấn hơi giật mình, với cụ Hạo Cẩm, y luôn có chút kính sợ, vị đại ca tỉnh ủy này dù quyền mưu thủ đoạn đều hàng đầu. Tới tỉnh A được 3 năm tuy chưa nhất thống sơn hà, nhưng hoàn toàn xác lập ưu thế lãnh đạo, đương kim thủ tướng giao cho ông ta sứ mạng, thành trừng, coi như đã hoàn thành. Hiện giờ cách cục tỉnh tuy là thế chân vạc rất rõ ràng, nhưng thai duy thanh và phái bản địa đều không đủ sánh ngang cù hạo cẩm, nếu chẳng có sự tồn tại, dị loại, là liễu tuấn, đẩy thôi phúc thành vào thưởng ủy tỉnh, chiếm ghế thị trưởng tiềm châu thì nói không chừng phái bản địa đã tan đàn sẽ nhé rồi. Đương nhiên có lẽ cù hạo cẩm cũng không muốn nhìn thấy cảnh đó dù sao dù ở cấp tỉnh thì việc độc quyền cũng rất kiên kỵ, tỉnh không phải là là hậu hoa viên của hệ phái nào, ví như ở tỉnh N ngoài niêm liễu hệ vẫn có những thanh âm khác tồn tại, nếu không khơi lên lòng thù địch chung của các hệ phái khác, lưu lại một số thế lực bất đồng chính là thủ đoạn của các chính trị gia hay dùng, của kim ngoại trừ số ít hôn quân tàn bạo thì những người nắm quyền khác đều thực hiện việc này. Cù hạo cẩm lựa chọn triệu kiến hàng hút và liễu tuấn vào lúc này không thể không cẩn thận ứng phó. Hàng Húc lấy điện thoại ra gọi cho thư ký của cụ Hạo Cẩm, Ngô chủ nhiệm, tôi là Hàng Húc, cụ bí thư khi nào có thời gian, tiểu ngô cách đó không lâu lên chức phó sở, không mang chức vụ phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy, bình thường mà nói thư ký chuyên chức của bí thư tỉnh ủy chỉ cần không bị đổi ngồi giữa chừng đều có thể lên cấp phó sở, hoặc có trường hợp tư cách đặc biệt lão thành lên cấp chính sở. Thư ký tiểu ngô lần này không mang chức phó chủ nhiệm là vì hai nguyên nhân, một là kinh nghiệm không đủ, mặc dù được cụ hạo cẩm tín nhiệm nhưng vẫn khó phục người khác. Thứ hai là cụ hạo cẩm đang tinh giản biên chế, nên không tiện cho hắn chức này. Nhưng với tiểu ngô mà nói bất kể có mang mấy cái danh hiệu xuân kia hay không không quan trọng, chức trách công tác của hắn vẫn là thư ký riêng của cụ hạo cẩm, phụ trách ban thư ký thứ nhất, quyền lực và sức ảnh hưởng thực tế không thay đổi, thậm chí xưng hô vẫn cứ như thế. Cho dù cụ hạo cẩm an bài như vậy, nhưng vì lễ tiết hàng hút vẫn gọi điện thoại trước, bí thư tỉnh ủy không phải rảnh rỗi ngồi không đợi anh đến báo cáo a à, xin chào hàng bí thư xin đợi một chút tôi đi xin chỉ thị cù bí thư bất kể là ai thăng quan tiến chức đều rất vui vẻ không lâu sau tiểu ngô gọi điện lại hàng bí thư cụ bí thư dặn hai giờ ba phút, phút hôm nay sẽ có nửa tiếng rảnh rỗi mời hàng bí thư và liễu thị trưởng tới đúng giờ vâng cảm ơn ngô chủ nhiệm hàng hút cúp điện thoại nói với liễu tuấn thị trưởng 2 giờ 30 phút cụ bí thư có nửa tiếng hội kiến với chúng ta. Liễu Tuấn xem đồng hồ nói, còn một tiếng đồng hồ nữa, chúng ta cùng đi ăn trưa nhé. Buổi sáng từ tìm châu tới Ngọc Lan mất gần 3 tiếng đồng hồ, tọa đàm với quần chúng đã hơn 10 giờ. Bất tri bất giác nói chuyện tới hơn 1 giờ chiều, Liễu Thị trưởng sớm đã thấy đói rồi. Được, hàng hút miễn cười đồng ý, thời gian eo hẹp, hai người liền ăn cơm ở một cửa hàng gần đó, giờ không phải là lúc thỏa mãn cái bụng. Lúc ăn cơm hàng hút và liễu tuấn đều im lặng không nói một lời thậm chí một số lời khách sáo cần thiết cũng lượt bớt. Có thể nhìn ra hàng hút khá bác an vì cuộc triệu kiến này. Dù hắn là thân tín của cụ hạo cẩm nhưng dù sao cũng đã gây ra chuyện lớn. Cuộc họp thường ủy khẩn cấp hôm qua thực sự đã đem mâu thuẫn hai người công khai, hoặc ít nhất đã có khuynh hương công khai hóa. Trước kia dù ai cũng biết hai người không cùng đường nhưng ít nhất bề ngoài có thể lấp liếm cho qua. Ở trường hợp công khai liễu tuấn khá quy củ, tối qua cũng thế, nhưng yêu hải anh đưa ra lời chất vấn với Lan Khả Cúc làm mọi người đều để lòng. Nếu như yêu hải anh đoán Lan Khả Cúc có mưu đồ khác, vậy thì tiếp theo sẽ là cuộc chiến rồi, với tính cách của Liễu Tuấn tuyệt đối không chấp nhận cho người chơi sỏ. Bị người ta đâm một cái mà im lặng chịu đựng trừ khi có lý do cực kỳ bất đắc dĩ. Ngược lại mà nói giả sử Hàn Húc thực sự đã hạ quyết tâm đối phó với Liễu Tuấn vậy thì phải nắm chắc vài phần, tuy hắn bị yếu thế ở Tiềm Châu, nhưng không có nghĩa là trí tuệ của hắn có vấn đề. Năm ngoái cả cù hạo cẩm cũng phải nhịn huống hồ là hàng hút, có lẽ tình huống năm nay đã khác, có người khác thì vì đoàn kết và ảnh hưởng, liễu thị trưởng còn chú ý phối hợp. Hiện giờ còn mỗi y và hàng hút thì không cần làm công phu bề ngoài nữa, cái phải tới sẽ tới, cho dù là cuồng phong bạo vũ cũng chỉ có thể chính diện nghênh tiếp, chương 1235, không phải xin lỗi tôi. Ăn trưa xong, Hàng Húc và Liễu Tuấn tới tòa nhà tỉnh ủy sớm hơn vài phút, cả hai đều không xa lạ gì chỗ này. Nhân viên làm việc ở đây cũng không lạ gì hai vị lãnh đạo của Tiềm Châu. Thấy Hàng Húc và Liễu Tuấn sóng vái tới, những người nhận ra họ đều miễn cười chào hỏi. Có điều Hàng Húc và Liễu Tuấn đều nhận ra sự thi tự nhiên trên mặt những người này. Xem ra sự kiện quần chúng hôm qua thật sự tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nhân viên công tác ở đây sớm đã nhận định hai vị quan phụ mẫu Tiềm Châu này tới để bị quát tháo rồi tất nhiên ngô thư ký không nông cạn như thế nhìn thấy hai người vẫn tưới cười chào đón hàng huyên mấy câu rồi xin chỉ thị dẫn hai người vào văn phòng cụ hạo cẩm vẫn rất uy nghiêm ngồi sau bàn làm việc lớn thấy hai người đi vào chỉ khẽ gật đầu không đứng dậy bắt tay ngồi đi cụ hạo cẩm chỉ vào hai cái ghế trước bàn làm việc hai người nghe lời ngồi ngay ngắn xuống có điều tuy nhìn qua thần thái hai người vẫn rất trấn định không đổ mồ hôi nhưng không thể nói là thoải mái Cù hạo cẩm chậm rãi đóng giấy tờ đang xem lại, ánh mắt nhìn hai người không nghiêm khắc lắm, nhưng làm hàng hút và liễu tuấn đều phải khẽ rùng mình. Nói đi, chuyện là thế nào? Cù hạo cẩm tác phong mạnh mẽ dứt khoát, cách nói chuyện cũng như thế, trừ khi báo cáo trên đại hội hoặc là phỏng vấn báo chí thì mơ sói một số lời quan cách. Ở chốn riêng tư triệu kiến cán bộ cấp dưới thường đều nói ngắn gọn, liễu tuấn nhắm mắt lại không lên tiếng, có hàng hút ở đây đương nhiên do hắn trả lời cù hạo cẩm. Đoán chừng chuyện này cù hạo cẩm đã tìm hiểu rồi, nếu không sẽ không triệu kiến như vậy, nhưng hàng hút không dám xem nhẹ, nói đơn giản nguyên nhân diễn biến sự việc. Hàng hút miêu tả sự việc rất khách quan, không thêm vào từ ngữ tu sửa nào, không hề đề cấp tới tuyên bố hào hùng kia của Liễu Tuấn, thậm chí cả việc điều động lực lượng vũ trang đóng cửa mỏ trái phép cũng chỉ miêu tả qua, mà không nhấn mạnh, phải nói thái độ khách quan này của hàng hút là chính xác, vì sự kiện quần chúng. Bí thư tỉnh ủy triệu kiến hai người hỏi nguyên do là trình tự bình thường, cho dù hắn có phải là thân tín của cụ hạo cẩm hay không trước mặt liễu tuấn cũng không thể tùy tiện đưa lời bỉnh phẩm. Hắn chỉ cần nói rõ tình huống là được, phán đoán ra sao cụ hạo cẩm tự biết, cụ hạo cẩm cao mày lại, vẻ mặt rất không vừa lòng, náo loạn ở thành phố tới ba lần, phản ứng của các cậu phải chăng quá chậm chạp, hàng hút và liễu tuấn đều lộ vẻ xấu hổ, cụ hạo cẩm nhìn một cái trúng ngay mấu chốt của vấn đề, đúng là nếu bọn họ có dự phòng trước thì quá nữa không xảy ra chuyện ngày hôm nay. Sự kiện mấy chục người khiếu nại không thể nói là lớn lắm, có một thời gian công nhân của quốc sĩ cải cách bị mất việc đi khiếu nại tập thể tới hơn một nghìn cười, cảnh tượng hùng tráng, có điều đó do đại thế cần thiết, cái cách quốc sĩ đau một hồi là tất nhiên, công nhân bị mất đi nguồn sống gây chuyện một hồi trong mắt mọi người tự hồ là điều bình thường, nhưng sự kiện quần chúng lần này lại có chút nhân tố con người mà gây nên, nếu như các anh đã dùng tới lực lượng vũ trang đóng cửa mỏ trái phép, thì phải có biện pháp ứng phô xô với vấn đề khả năng nảy sinh sau đó. Kết quả người ta tới thành phố náo loạn ba lần đều qua loa cho xong, không phải là ngồi nhìn mâu thuẫn đẩy lên cao sao. Hàng hút đỏ mặt nói, xin lỗi hàng bí thư, đó là sai lầm của chúng tôi. Cù hạo cẩm khoát tay lạnh nhạt nói, câu xin lỗi này không cần phải nói với tôi, hai cậu là cán bộ của đảng không phải làm quan cho cù hạo cẩm tôi. Sự kiện này bôi nhọ tìm châu bôi nhọ tỉnh, ảnh hưởng tới hình tượng của thành phố, cả hai phải xin lỗi quần chúng và cán bộ tìm châu. Cù hạo cẩm nói không nghiêm khắc lắm, nhưng làm hai vị quan phụ mẫu thấp thỏm không thôi. Thái độ này biểu thị rõ sự bất mãn của cù hạo cẩm. Liễu Tuấn ở dĩ thấp thỏm quan trọng ở chỗ y chưa phán đoán được mục đích của cuộc triệu kiến hôm nay là gì. Nếu chỉ tìm hiểu nội tình rồi giáo huấn cả hai một trận thì chẳng có gì phải lo. Thân ở trong thể chế muốn 100% không phạm sai lầm là tuyệt đối không thể như vậy bị quát mắng cũng là bình thường. Không ai quy định liễu nha nội chỉ được biểu dương không được phê bình. Nhưng liễu tuấn luôn cảm thấy chuyện không đơn giản như thế. Vì thế cục chính trị đặc thì trong tỉnh. Cho nên bất kỳ hành động chú ý nào của cụ hạo cẩm với tiềm châu đều được liễu tuấn quan tâm. Nếu chỉ vì quần chúng vây cổng chính phủ tỉnh thì thay duy thanh càng có lý do quát tháo hai người hơn. Hàng hút cũng chẳng nhẹ nhàng hơn liễu tuấn. Cụ hạo cẩm gửi gắm hy vọng lớn hắn có thể áp chế được liễu tuấn nhưng một năm qua hắn vẫn cách nhiệm vụ đó một vạn tám ngàn dặm, không phải hắn áp chế Liễu Tuấn mà Liễu Tuấn áp chế hắn, nếu chẳng phải có cù hạo cẩm ủng hộ, thì hoàn toàn trở thành một bí thư hữu danh vô thực rồi. Mặc dù do Liễu Nha nội quá uy thế, nhưng lúc đêm khuya vắng lại ngẫm lại cù hạo cẩm khó tránh khỏi hối hận vì quyết định của mình, có lẽ trước kia mình đánh giá nhầm năng lực của hàng hút, nên mới xảy ra chuyện này hôm nay. Thế thì càng đáng lo ngại hắn biết rất rõ mất đi sự coi trọng của cù hạo cẩm, sĩ đồ sau này của hắn cơ bản sẽ rất gian nan. Đương nhiên trên quan trường, hàng hút không phải chỉ có một chỗ dựa là cù hạo cẩm, trước kia hắn lên được cấp chính ở ở Ủy ban Quốc gia không phải là do cù hạo cẩm tiến cử. Có điều dù thế nào hàng hút tuyệt đối không muốn mất đi sự coi trọng của người đứng đầu tỉnh, nếu như hắn mất tín nhiệm ở tỉnh. Thì cho dù những đại lão trước kia coi trọng hắn cũng cho rằng kinh nghiệm công tác địa phương của hắn không đủ hàng hút trên 40 tiền đồ rực rỡ, thực chất hắn rất có giả tâm chính trị, hắn biết nếu như bị mang ấn tượng không giỏi làm công tác địa phương, sẽ là trở ngại cực lớn cho sự tiến bộ sau này, những nhân vật đỉnh cấp không một ái là thiếu kinh nghiệm địa phương cả, từ một ý nghĩa nào đó mà nói hàng hút có lý do căm hận Liễu Tuấn, sự uy thế của Liễu Tuấn uy hiếp tới lợi ích căn bản của hắn. Nhiều khi Hàng Húc cũng nghĩ tới việc bắt tay hợp tác với Liễu Tuấn, nhưng suy nghĩ kỹ vẫn bỏ đi ý tưởng này. Nguyên nhân chủ yếu đương nhiên tới từ áp lực hệ phái, quan hệ của hệ phái Cù Hạo Cẩm với hệ phái của Nghiêm Liễu không được hài hòa, bởi vì hai năm sau sẽ là thời khắc thay đổi lãnh đạo tối cao của đảng, nó quyết định thế cơ bản của hai hệ phái lớn. Cuối cùng hai bên sẽ đạt tới cân bằng nhất trí, nhưng trước đó nhất định sẽ có tranh đấu kịch liệt, để khi giao ban có thể giành được lợi ích lớn nhất cho hệ phái. Hàng hút mặc dù thân phận và địa vị không đủ tham gia cuộc đấu tranh này, nhưng cù hạo cẩm lại trong trung tâm vũng xoáy. Hai năm nữa cù hạo cẩm chưa tròn 58 tuổi, chính vào tuổi đạt độ chính trí tuệ kinh nghiệm, khẳng định là muốn tiến thêm một bước. Đương kim thủ trưởng coi trọng ông ta cho nên cù hạo cẩm không thể chung sống hòa bình với nghiêm liễu hệ. Hàng hạo không được phép của cù hạo cẩm mà đã đàm phán với liễu tuấn là phạm vào kỵ húy cơ bản nhất. Hàng hút từ bỏ ý tưởng bắt tay hợp tác với liễu tuấn còn có nguyên nhân thứ hai, đó là bản chất hắn là kẻ có dục vọng khống chế cực mạnh thân là bí thư thành ủy dù có hợp tác với Liễu Tuấn cũng có giới hạn, không thể vượt quá giới hạn, còn sự bá đạo Liễu Tuấn thể hiện ra cho thấy dục vọng khống chế của Liễu Nha Nội cũng chẳng kém gì hàng hút. Đám vàng phân chia quy lực với một người như thế là chuyện khó kiểm soát, hàng hút chủ động bày tỏ thiện chí nói không chừng bị Liễu Tuấn coi là sự yếu đuối, từ đó càng đàn áp dữ dội hơn. Chuyện này nói không chừng là một cơ hội, Liễu Tuấn Nghe nói ở cuộc họp thường ủy tìm châu cậu kiên trì phải đóng cửa mỏ than trái phép ngay lập tức. Cụ hạo cẩm trầm giọng hỏi, liễu tuấn gật đầu đáp, vâng thưa bí thư, hơn nữa vì hoàn thành mục tiêu này, tôi kiến nghị dùng tới lực lượng vũ trang. Thấy liễu tuấn thản nhiên thừa nhận hàng hút lấy làm ngạc nhiên, vị nha nội này đúng là có khí phách dám làm dám nhận. Cụ hạo cẩm chậm rãi gật đầu, không nhìn ra thái độ chân thật của ông ta với việc này, trầm ngâm một lúc mới nói, đã kích nghiêm khắc mỏ tồn tại trái phép không phải là sai. Sai lầm của các cậu là chỉ làm có một nửa, nếu đã dùng thủ đoạn sấm xét thì phải cân nhắc tới vấn đề xử lý hậu quả. Đối với lời phê bình này Liễu Tuấn thành tâm tiếp nhận. Vâng, cụ bí thư phê bình rất đúng, việc xử lý hậu quả chuyện này đúng là tôi có trách nhiệm. Liễu Tuấn không nói là chúng tôi có trách nhiệm khiến cụ hạo cẩm hơi bất ngờ. Chương 1236, cứ để bọn chúng làm loạn. Hàng Húc và Liễu Tuấn về tìm châu không lâu thì có tổ công tác do kỷ ủy tỉnh ủy phái tới chính là tổ công tác nhắm vào Giang Thành, do Trần chủ nhiệm dẫn đầu, nhân viên chỉ có sau 7 người, trừ Trần chủ nhiệm là cán bộ cấp phó sở, trong tổ công tác chỉ có hai cán bộ cấp chính sở, ngoài ra là cán bộ cấp xử trở xuống. Trần chủ nhiệm từng tham gia điều tra vụ án Bạch Hồ, đã quen biết với Liễu Tuấn, khi ấy Hàn Húc còn chưa tới nhậm chức, mới lần đầu gặp Trần chủ nhiệm. Đoàn người trầm chủ nhiệm tới tìm châu theo lệ thông báo với thành ủy, tiền hành hội kiện ở nhà khách Tiềm châu tham dự cuộc hội kiến này có hàng hút liễu tuấn lê mẫn trung người xếp thứ cao nhất trong đảng ở tiềm châu đều đến đủ trần chủ nhiệm vẫn dáng vẻ cũ mặt mày nghiêm túc như tấm thép khi thông báo với ba đồng chí phụ trách chủ yếu của tiềm châu nói rõ tổ công tác tới phen này là để tìm hiểu một số tình huống quần chúng phản ánh ví dụ như vấn đề mở mỏ than trái phép ở giang thành cùng với việc cấu kết giữa đồng chí cá biệt ở chính phủ giang thành và cơ ty liêu thị hạ thấp giá thu mua sĩ quặng VVV nghe trần chủ nhiệm giới thiệu tổ công tác không đặc biệt điều tra đối tượng nào cho nên chỉ gọi là tổ công tác mà không phải là tổ điều tra có điều đám người liễu tuấn lòng sáng như gương thừa biết tổ công tác vì sao mà tới đừng coi thường cấp bậc thành viên tổ công tác không cao nhưng đối với cán bộ cấp chính sử như phượng trí dũng thì cấp bậc này quá đủ hơn nữa trần chủ nhiệm là đại tướng đắc lực được đoạn định viễn cực kỳ coi trọng Do ông ta đích thân dẫn đội tới Giang Thành điều tra một sự tố cáo không có chứng cớ xác thực nhắm vào một người đứng đầu chính phủ thị xã, đã là vô cùng vượt quá khuôn khổ rồi. Thường mà nói thì tố cáo kiểu này, kỳ ủy tỉnh không mấy quan tâm. Theo thông lệ, hàng húc biểu thị hoan nghênh tổ công tác, tuyên bố chính phủ thành ủy kỳ ủy Tiềm Châu sẽ ủng hộ tổ công tác, nếu như có gì cần thành ủy Tiềm Châu phối hợp có thể đề xuất bất kỳ lúc nào. Trần chủ nhiệm nghiêm túc cảm ơn, hàng húc tỏ thái độ xong, Liễu Tuấn uống một ngụm trà thông thả nói, Trần chủ nhiệm, vừa rồi hàng bí thư đã nói, chúng tôi hoan nghênh tổ công tác tới đây. Có điều tôi muốn nhắc nhở tổ công tác một chút, cách đây không lâu gian thành tiền hành đại chỉnh đốn mỏ thang, đóng cửa rất nhiều mỏ không phép, cục diện khá phức tạp, khi tổ công tác điều tra tình huống này nên tiếp xúc với nhiều người liên quan hơn. Ngoài ra Trần chủ nhiệm vừa mới thông báo tình huống liên quan tới cơ ti trách nhiệm hữu hạn hóa chất công nghiệp lưu thị, mong các đồng chí tổ công tác hết sức thận trọng. Cờ ti lưu thị do tập đoàn họ lưu ở nước Mỹ xây dựng, tổng kim ngạch đồng tư 1 tỷ đô la Mỹ, tài chính đang gửi tới nơi. Hiện giờ cờ ti lưu thị là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Tiềm Châu chúng tôi, có tác dụng tối quan trọng với việc thúc đẩy phát triển kinh tế Tiềm Châu. Thông thường mà nói, nhà đầu tư nước ngoài có cái nhìn và quan điểm khác với người trong nước, đối với tình trình kiểm tra công tác của đảng ta kỳ thực không hiểu lắm cho nên tôi hy vọng tổ công tác khi tiếp xúc với quản lý cao cấp của cơ ti lưu thị nên chú ý tới chính sách. Tốt nhất là phải có cán bộ đầu tư của thành phố chúng tôi đi cùng, bọn họ tiếp xúc với cơ ti lưu thị nhiều, hai bên khá quen thuộc, trao đổi với nhau thuận tiện hơn. Nghe lời này sắc mặt của Trần chủ nhiệm vẫn bình thường, nhưng các đồng chí khác trong tổ công tác kinh hải không ít, không nghi ngờ gì Liễu Tuấn đang cảnh cáo bọn họ, muốn điều tra cũng được, nhưng không được để ảnh hưởng tới kinh tế tiềm châu nhất là không ảnh hưởng tới cờ ti lưu thị, tỉnh ủy tới địa phương tra án, thường địa phương phải hết sức khách khí, ít nhất bề ngoài phải thế, liên quan tới nhân vật mẫn cảm, tất nhiên có người ngầm nhắc nhở, nhưng bề ngoài mọi người phải làm vừa lòng nhau, kiểu như Liễu Tuấn vừa mới tới đã cảnh cáo trước đúng là hiếm thấy, nhất là Liễu Tuấn đề xuất do cán bộ tìm châu tháp tùng điều tra càng quá đáng, nếu như đề nghị đồng chí kỹ ủy tìm châu còn được, dù sao mọi người cùng một hệ thống, cùng điều tra còn nói được còn liễu tuấn bảo cán bộ đầu tư tháp tùng chẳng khác gì tuyên bố chính phủ tìm châu sẽ nhúng tay vào việc này đây là điều cực kỳ không phù hợp với quy củ người ta thường nói liễu nha nội ngang ngược quả nhiên danh bất hư truyền hàng hút cũng hơi tái mặt đi đoạn định viễn nhìn chúng có thể nói là người thuộc phe cù hạo cẩm có điều kỷ ủy tương đối độc lập đoạn định viễn nổi tiếng nghiêm khắc sau khi tới nhậm chức điều tra một số vụ án lớn không ít quan lớn cấp tỉnh bị kỷ ủy điều tra hiện giờ liễu tuấn ngang nhiên đối lập với kỷ ủy tỉnh trần chủ nhiệm trầm ngâm một chút rồi nói liễu thị trưởng kỷ ủy điều tra sự việc luôn tiến hành độc lập liễu tuấn thản nhiên nói trần chủ nhiệm tôi biết tính độc lập phá án của kỷ ủy nhưng cờ ti liêu thị thực sự vô cùng quan trọng với Tiềm châu chúng tôi hơn nữa kỷ ủy muốn điều tra là vấn đề cố ý hạ thấp giá thu mua sĩ quặn với người phụ trách cờ ti liêu thị mà nói trong lòng khẳng định bất mãn nên thận trọng một chút là hơn ngoài ra tôi đề nghị cán bộ đầu tư tháp tùng chủ yếu là nói rõ tình huống với họ để họ hiểu tính chất của tổ công tác là tìm hiểu để không nảy sinh sự hiểu lầm gì khi nói chuyện cụ thể cán bộ đầu tư có thể né tránh nói như thế còn tạm được trần chủ nhiệm gật đầu cũng được có điều liễu thị trưởng đồng chí đi cùng chỉ giới hạn khi tiếp xúc với quản lý cấp cao của cơ ti liêu thị còn khi tiếp xúc với những người khác tôi vẫn kiến nghị để kỷ ủy tỉnh độc lập hoàn thành liễu tuấn mỉm cười đó là điều tất nhiên. Tiếp theo đó Lê Mẫn Trung cũng phát biểu ngắn gọn, tuyên bố sẽ toàn lực phối hợp với các đồng chí tổ công tác, thần kinh căng thẳng của mọi người mới được buông lỏng. Kết quả trao đổi do Cục Đầu tư của Tiềm Châu chọn vài cán bộ có tư tưởng chính trị vững vàng, công tác đắc lực cùng đồng chí tổ công tác tới Giang Thành tìm hiểu tình hình. Tiếp đó hàng hút đại biểu cho thành ủy chính phủ Tiềm Châu mời toàn thể đồng chí tổ công tác dùng cơm trưa, trần chủ nhiệm không từ chối. Nói ra thì điều tra một thị trưởng của thị xã chẳng phải chuyện gì lớn, không cần thiết phải né tránh mọi người, vô cớ đắc tội với Hàng Húc và Liễu Tuấn, hai cán bộ có bối cảnh lớn, tiễn các đồng chí của tổ công tác đi, Liễu Tuấn về nhà ngủ trưa nửa tiếng, chiều tới văn phòng mở một chồng tài liệu dày, bắt đầu xem xét, đó là hồ sơ quy hoạch đường cao tốc Ngọc Tiềm, hạng mục được thông qua, tỉnh, Ngọc Lan và Tiềm Châu đều rất coi trọng, cho dù Liễu Tuấn trao đổi với Đinh Ngọc Chu mà không phải với Uông Quốc Chiêu nhưng sau đó Ung Quốc Chiêu vẫn tỏ thái độ toàn lực ủng hộ. Ung Quốc Chiêu là người cõi âm, nhưng nhãn quan kiến thiết kinh tế không tệ. Việc này Liễu Tuấn cực kỳ quan tâm, nó liên quan tới việc duy trì phát triển về sau của Tiềm Châu. Khi kế hoạch thư đưa tới, liền nghiên cứu tỉ mỉ. Đúng lúc này thì Vu Hoài Tính đi vào, đưa cho y một số tờ báo và tài liệu in ấn. Liễu Tuấn nhìn hắn, thường khi y phê duyệt giấy tờ Vu Hoài Tính không tùy tiện quấy rầy, trừ khi xả ra chuyện lớn. Vu Hoài Tính nhỏ giọng nói hôm qua báo Triều Ngọc Lan cho đăng tin quần chúng khiếu nại tập thể, ngoài ta mấy ngày qua trên Internet có tin liên quan sự kiện này. Liễu Tuấn khẽ cao mày, bỏ kế hoạch thư xuống, cầm lấy tờ báo Triều Ngọc Lan, lập tức tìm được tin tức kia, bài báo không dài, chừng chỉ có mấy trăm chữ, giới thiệu sơ qua về sự kiện, câu từ cẩn thận không có gì quá khích, càng không bốc trần nội tình. Liễu Tuấn lướt qua rồi đặt sang bên, cầm lấy mấy tờ giấy in, Liễu Thị trưởng mau chóng cao mày lại. Văn chương trên mạng tất nhiên không ôn hòa như thế nữa, mà ngòi bút sắc xảo, ngôn tử kịch liệt, chỉ trích chính phủ tìm châu chấp pháp giả mang, dùng cảnh sát vũ trang uy hiếp chủ mỏ và công nhân, đóng cửa rất nhiều khu mỏ chỉ vì cung cấp điều kiện thuận lợi cho cơ ti lưu thị, lấy lợi ích quốc gia đi lấy lòng người nước ngoài. Đồng thời chỉ đóng cửa mỏ mà bất chấp quần chúng sống chế, quần chúng nhiều lần tới chính phủ tìm châu khiếu nại không có câu trả lời, khiến cho họ vô cùng bất mãn, vây cửa chính phủ tỉnh. Trong đó có một bài viết chỉ ra chính phủ tìm châu chấp pháp giả mang do có lãnh đạo chủ yếu đồng ý. Vu Hoài Tính quan sát sắc mặt Liễu Tuấn, bổ sung một câu, thị trưởng, xem ra người viết bài này hiểu khá rõ sự việc, luôn miệng nhắm vào chính phủ, không hề nói tới văn kiện thường ủy ban bố. Ý tứ Vu Hoài Tính rất rõ ràng, kẻ này không những hiểu nội tình, mà còn hiểu rõ phân công trong đảng chính phủ, chỉ nhắm vào chính phủ. Còn về lãnh đạo chủ yếu kia đương nhiên là đồng chí Liễu Tuấn rồi. Liễu Tuấn cười khẩy, cất mấy tờ giấy sang một bên, lạnh nhạt nói, cứ để bọn chúng làm loạn, chương 1237, Liễu Thị trưởng vô trách nhiệm. Cho dù cuộc điều tra có an bài chu đáo, nhưng tập đoàn họ Liêu vẫn rất hoài nghi, Liên Hoa Thành từ nước Mỹ gọi điện thoại xuyên quốc gia tới oán trách Liễu Thị trưởng, đương nhiên Liêu Hoa Thành lõi đời rồi, ngôn từ rất khách khí, chỉ nói David Liêu tuổi còn trẻ chưa hiểu chuyện. Nếu tập đoàn họ Liêu có làm gì sai xin liễu thị trưởng cảm thông, không chấp với hắn câu này làm liễu thị trưởng rất xấu hổ một một cuộc đầu tư tới một tỷ đô la mỹ với quy mô tập đoàn họ liêu mà nói đã gần như là cuộc đánh liều được ăn cả ngã về không rồi mặc dù tài chính chưa gửi hết toàn bộ nhưng cũng có phần lớn rồi nguồn tài chính tiếp theo tập đoàn họ liêu cũng phải chờ lợi nhuận ở các cơ ty chi nhánh gửi tới mới có thể có được có điều vẫn đã là một khoản tiền rất lớn cả tỉnh từ khi cải cách mở cửa cho tới này chưa có khoản đầu tư nào lớn đến thế Cờ ti Vĩ Phong đặt ở Ngọc Lan theo kế hoạch tổng đầu tư 24 tỷ, hiện giờ cũng đang tưng bừng khởi công, nhưng tài chính tự có của cờ ti Vĩ Phong không tới 1 tỷ đồng, toàn bộ số còn lại là dựa vào các đơn vị kiến thiết vay vốn ngân hàng huy động trong dân, khoản tiền thực sự của bên đầu tư, kém xa khoản đầu tư của tập đoàn họ lưu rót vào tìm châu. Tuy tập đoàn họ lưu tới tìm châu có nguyên nhân lớn là nể mặt tập đo thịnh nghiệp, bị thịnh nghiệp bóp cổ không thể không nghe, có điều khoản đầu tư lớn như thế là sự hỗ trợ cực lớn với Tiềm châu kết quả người ta vừa mới vận hành không bao lâu đã bị cả trăm công nhân bao vây còn đánh vỡ đầu thị trưởng sự việc chưa dẹp yên tỉnh ủy lại phái tổ công tác tới điều tra cơ ty liêu thị và chính phủ giang thành có cố ý hạ giá thu mua sĩ quặng hay không chuyện như thế này nếu ở nước mỹ là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng có nghĩa là chữ tính của tập đoàn họ liêu đã xảy ra vấn đề hạ giá vật liệu lũng đoạn thị trưởng là ảnh hưởng xấu với danh dự của một sĩ nghiệp nếu nghiêm trọng thậm chí có thể khiến cơ quan tư pháp can dự con trai chủ tịch tập đoàn họ liễu bị cơ quan tư pháp điều tra ở trung quốc tin tức này mà bị truyền đi sẽ gây lên sóng gió lớn ảnh hưởng trực tiếp tới cổ phiếu của tập đoàn họ liêu người ta nể mặt liễu thị trưởng mới đến mà liễu thị trưởng lại không thể an toàn nhân thân và an toàn danh dự cho công ty của người ta nói ra thì liễu thị trưởng có chút vô trách nhiệm Liễu Tuấn trong điện thoại vô cùng khách khí giải thích với Liêu Hoa Thành, công ty Liêu thị không bị cơ quan tư pháp điều tra như họ nghĩ, chỉ là điều tra tìm hiểu tình hình trong đảng. Hơn nữa tất cả đều tiến hành trong bí mật, giới truyền thông sẽ không được đăng tin, xin chủ tịch Liêu yên tâm. Nghe Liễu Tuấn giải thích, Liễu Hoa Thành hơn an lòng một chút, ông ta không hiểu lắm kỹ ủy là cơ cấu thế nào, nhưng thấy Liễu Tuấn nói rất thành khẩn, Liêu Hoa Thành cũng chỉ đành tạm thời kiềm chế. Tiếp đó Liễu Tuấn mời Liêu Hoa Thành khi rảnh tới trong nước đích thân tìm hiểu tình hình thực tế, kiến nghị này làm Liễu Hoa Thành động lòng, đồng ý sẽ suy nghĩ nghiêm túc. Chuyện liên quan tới một tỷ đô la Mỹ, Liêu Hoa Thành dù có lão luyện trầm ổn đến đâu cũng không thể bình chân như vậy. Vừa mới cúp điện thoại của Liêu Hoa Thành xuống không lâu, di động của Liễu Thị trưởng lại vang lên, là do Lê Mẫn Trung dùng di động gọi tới. Lê Mẫn Trung là cán bộ bảo thủ, không hứng thú gì với thứ mới mẻ, nên thích gọi điện thoại bàn hơn dùng di động tức là ông ta đang ở trên đường xin chào bí thư mẫn trung liễu tuấn luôn rất khách khí với lê mẫn trung thị trưởng trần chủ nhiệm và ông chủ david liêu của cơ ty liêu thị đã cãi nhau ầm ĩ rồi giọng nói lê mẫn trung có chút sốt ruột liễu tuấn cả kinh david liêu là người mỹ thuần túy phương thức tư duy và tác phong làm việc rất thẳng thắn hơn nữa ít nhiều còn mang theo tính khí nhị thế tổ không được ôn hòa cho lắm hắn cãi nhau với người ta cũng bình thường quan trọng là đối tượng hắn cãi nhau làm liễu tuấn cả kinh liễu tuấn như nhìn thấy khuôn mặt cứng như gỗ của tràng chủ nhiệm khuôn mặt đó gần như chưa bao giờ có chút biểu cảm nào làm người ta hoài nghi cơ thịt và thần kinh của ông ta có vấn đề một người như thế mà lại đi cãi nhau với david liêu thực sự làm cho người ta bất ngờ chuyện là thế nào liễu tuấn trầm giọng hỏi cụ thể thì tôi cũng không biết rõ lắm chỉ nghe nói trần chủ nhiệm vừa mới đề xuất việc có liên quan tới giá thu mua sĩ quặng của cờ Liêu thị David Lưu liền nổi cùng tuyên bố đây là cơ mật thương nghiệp lại không có trình tự bất thường, chúng ta lại khởi động cơ quan tư pháp điều tra là bất hợp pháp, kết quả là hai bên liền cãi nhau, hiện giờ tôi đang tới Giang Thành, Liễu Tuấn sau khi nhậm chức luôn nhấn mạnh hiệu suất làm việc, hiện giờ các bộ tìm Châu Tinh thần làm việc được đề cao rất nhiều, ví dụ hiện giờ Lê Mẫn Trung vừa nhận được điện thoại là lập tức tới hiện trường xử lý vấn đề, nếu là trước kia thì phải gọi điện thoại thông báo tình hình cho người đứng đầu rồi mới quyết định hành động vất vả cho bí thư mẫn trung rồi, bí thư đến trước, tôi sẽ qua ngay. Liễu Tuấn ra quyết định trong chớp mắt, vâng, được. Liễu Tuấn cúp điện thoại rồi bảo vô Hoài tính thông báo cho Đổng Yến Long chuẩn bị xe tới Giang Thành. Bất kể là David Liêu hay Kỷ Ủy Tỉnh, Liễu Tuấn đều không muốn có hiểu lầm gì với bọn họ. Xe vừa đi khỏi cổng chính phủ không lâu, Đổng Yến Long đột nhiên nói, thị trưởng, xe cả hàng bí thư ở đằng sau. Liễu Tuấn gật đầu, sắc mặt không may may có chút biến đổi nào. Lê Mẫn Trung báo cáo cho y xong cũng phải báo cáo cho hàng hút, đây là lễ tiết cần thiết, dù sao không thể coi hàng bí thư như người ngoài. Hẳn là vào lúc này lái xe của hàng hút cũng phát hiện ra chiếc xe số 2 của Liễu Tuấn, báo cáo cho hàng hút, biết Liễu Tuấn ở phía trước hàng hút sao chẳng biết Liễu Tuấn biết tin tức trước hắn, đoán chừng tâm tình hàng bí thư lúc này càng buồn bực hơn. Một lúc sau Liễu Tuấn gọi điện cho hàng hút, bí thư, tôi là Liễu Tuấn, thị trưởng, giọng của hàng hút khá bình tĩnh, cộng sự với Liễu Tuấn hơn một năm, công phu hàm dưỡng của hàng bí thư càng ghê gớm rồi. Bất hạnh gặp phải một vị nha nội cường thế làm cộng sự, hàng hút không muốn nhẫn nại thì có thể làm gì. Liễu Tuấn cũng bình tĩnh nói, tôi vừa nhận được tin tức, Trần chủ nhiệm và ông David Liêu xảy ra chút chuyện không vui, tôi muốn qua xem sao. Hàng hút miễn cười, tôi và thị trưởng suy nghĩ giống nhau, vậy chúng ta cùng đi, bí thư Mẫn Trung đã đi trước một bước rồi. Được, hàng hút vẫn hết sức bình tĩnh đáp, nghe không ra chút biến đổi tâm tình nào. Cúp điện thoại của hàng hút, Liễu Tuấn Sai động Yến Long hơi nhường qua một bên cho hàng hút đi trước, quy củ bề ngoài Liễu Thị trưởng phải giữ. Xe đi được nửa tiếng thì điện thoại của Liễu Tuấn vang lên, nhìn số thì hóa ra David Liêu gọi tới. Liễu Tuấn khẽ thở dài ấn nút nghe, dùng tiếng Anh nói, chào giám đốc Liêu, ngài thị trưởng, tôi kháng nghị. Bên kia David Liêu nói lớn, xem ra cực kỳ tức giận. Liễu Tuấn không lên tiếng đợi cho David Liêu nói tiếp, David Liu có chút kính sợ Liễu Tuấn, có điều không cách làm việc không thay đổi nhiều, chỉ ở trước mặt Liễu Tuấn kiềm chế một chút, còn với người khác thích gì làm nấy, là người kế thừa một tập đoàn tài chính có mấy tỷ USD, David Liu làm việc kiêu ngạo một chút cũng không có gì là quá. Ngài thị trưởng, làm thế này là không đúng, rất không đúng. Chúng tôi và chính phủ thành phố ký hợp đồng được pháp luật quý quốc bảo vệ, hiện giờ vô duyên vô cơ tiến hành điều tra tư pháp chúng tôi mà không thông báo trước chút nào hành vi này chúng tôi không sao hiểu được chuyện này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự cho công ty chúng tôi tôi chính thức kiến nghị tới chính phủ tiền châu mời các vị lập tức chấm dứt ngay hành động này david liêu chắc tức bổ phổi rồi cho dù là nói với liễu thị trưởng cũng bất chấp hết có điều hắn không hiểu cơ cấu chính quyền trong nước cho rằng kỷ ủy tỉnh là cơ cấu do chính phủ tìm châu quản hạt liễu tuấn cười nói rất ôn hòa ông liêu tôi nghĩ đây là chuyện hiểu lầm các đồng chí trên tỉnh chỉ tìm hiểu hình thường không phải là điều tra tư pháp trong nước tôi đây là hiện tượng rất bình thường không phải là nhắm vào quý công ty cũng sẽ không công bố với bên ngoài sẽ không tạo thành tổn hại cho thanh danh của quý công ty không đúng ngài thị trưởng các đồng chí của quý vị hoài nghi công ty chúng tôi ác ý ép giá thu mua sĩ quản là một sự vu khống vô cùng nghiêm trọng chúng tôi thành thực kinh doanh tất cả giả cả thu mua đều thương lượng với chính phủ giang thành hiện giờ các đồng chí của quý vị vô duyên vô cớ vu khống chúng tôi. Chuyện bất công vô lý này tuyệt đối không thể chấp nhận được, David Liêu vẫn đùng đùng nổi giận, được, xin ông Liêu an tâm, tôi và hàng bí thư đang tới Giang Thành. Trước khi chúng tôi tới mong ông không có xung đột gì với các đồng chí kỹ ủy tỉnh nữa, chương 1238, chẳng ai dễ chọc vào. Hai chiếc xe đuổi kịp xe của Lê Mẫn Trung, sau đó xếp theo thứ tự phóng nhanh tới Giang Thành, trên đường đi một số lái xe biết hàng không khỏi ngạc nhiên trạm đầu tiên của đám hàng hút là công ty liêu thị điều này làm liễu tuấn khá hài lòng hiển nhiên trong lòng hàng hút thì david liêu và cờ ty liêu thị mới là chuyện quan trọng nhất còn về việc đồng chí kỹ ủy tỉnh có thể giải thích sau khi bọn họ đến thì đám trần chủ nhiệm đã dẫn quân đi trước nếu như xảy ra chuyện không vui với david liêu thì tạm thời tránh đi tốt hơn trần chủ nhiệm cho dù là người rất kiên trì nguyên tắc nhưng cũng biết xí nghiệp nước ngoài đầu tư cả tỷ usd có ý nghĩ thế nào với tiềm châu cũng như tỉnh, để quan hệ quá căng thẳng không thể có câu trả lời thỏa đáng được, cũng có khả năng ảnh hưởng tới điều tra. Ba người đứng đầu thành phố nhất tề tới nơi, làm lý tường cực trưởng cục đầu tư sửng sốt, theo chỉ thị của liễu tuấn cục đầu tư tháp tùng trần chủ nhiệm tới cờ ti lưu thị, tất nhiên là không dám thất lẽ phải do cục trưởng ra mặt, trên quan trường chú trọng là sự tiếp đãi ngang hàng. Kết quả trần chủ nhiệm vừa tới cờ ti thị, chưa nói nổi hai câu với David Liêu đã xung đột, David liêu giọng rất to, gân xanh trên cổ nổ hết cả lên, còn Trần chủ nhiệm nhìn thì vững vàng, nhưng tận xương tủy là một cười tính khí rất ngang ngạnh, không ngờ cũng đối chọi lại gay gắt, tranh luận với David liêu không chịu nhường nửa bước, có lẽ cũng phải ương bướng như thế mới có thể làm được công tác kỹ ủy, thế này làm khó cán bộ tìm châu tháp tùng, hai bên đều là không thể đắc tội, bị kẹp vào giữa thật khó xử, chỉ có cách mau chóng báo lên trên, không ngờ điện thoại mới gọi hơn một tiếng, ba nhân vật hàng đều thành phố đồng loạt tới, có thể thấy mức độ coi trọng thế nào, Lý Cục Trưởng, chuyện này là sao? Hàng hút vừa thấy Lý Tường lập tức nghiêm mặt lại hỏi, tỏ ý rất khó chịu, Lý Tường rợn người, bất giác liếc qua Liễu Tuấn, Liễu Tuấn đổi danh từ làm kinh tế, người nắm Cục Trưởng Cục Đầu Tư phải là người mà y tin được, Lý Tường không có gì phải nghi ngờ là đích hệ của Liễu Thị Trưởng. Bị hàng hút chất vấn tất nhiên là phải cầu viện, lão đại không ngờ mặt liễu thị trưởng còn âm u hơn cả hàng bí thư làm lý tường sợ tới mức hai chân không khống chế nổi rung lên chuyện này náo nhiệt rồi có điều hai bên đều có lai lịch quá lớn không chọc vào nổi khó trách bí thư thị trưởng mặt mũi khó coi cũng may người được liễu tuấn nhìn trúng ủy tháng trách nhiệm không hoàn toàn là hạng ăn hại được hoảng hốt một hồi lập tức bình tĩnh lại nói hàng bí thư liễu thị trưởng chúng tôi cùng trần chủ nhiệm tới công ty liêu thị tìm hiểu tình hình nhưng ngài David Liu nói giá thu mua sĩ quản là vấn đề cơ mật thương nghiệp không thể tiết lộ, hàng hút nhíu mày, cắt ngang lời của Lý Tường, giá thu mua sĩ quản không phải là đều không khai minh bạch sao. Sao giờ lại thành cơ mật thương nghiệp rồi, Lý Tường nuốt nước bọt đáp, chuyện này tôi cũng không rõ lắm, đoán chừng là ngài David cho rằng nói bọn họ cố ý ép giá thu mua là liên quan tới cơ mật thương nghiệp, hàng hút gật đầu, ra hiệu cho hắn tiếp tục nói rõ tình hình. Tập đoàn họ lưu tới tìm châu đã hơn một năm, Chính phủ thành ủy Tiềm Châu cử hành các loại yến tiệc và hội nghị chỉ cần có liên quan tới đầu tư là thường đều có bóng dáng của David Liu. Là nhà đầu tư lớn nhất Tiềm Châu, David Liu đúng là xứng đáng với lễ tiết này. Có điều hàng hút tiếp xúc với David Liu cũng chỉ giới hạn ở đó, không có qua lại sâu hơn. David Liu tới Tiềm Châu lâu như thế mới chỉ nói chuyện riêng với hàng hút có một lần. Đó là lần đầu tiên David Liu tới Tiềm Châu, vì giữ lễ nên hắn mới tiến hành diện kiến giao lưu. Hàng hút không phải là không muốn tiếp cận David Liu mà là hắn né tránh, công tác kiến thiết kinh tế do thị trưởng chủ quản, tập đoàn họ lưu lại do Liễu Tuấn tới tận Chicago mời về, vừa khéo sau khi Liễu Tuấn từ chối cờ ti Vĩ Phong tới tìm châu, dụng ý của việc này khỏi nói cũng biết, Liễu Tuấn đuổi Lạc Vĩ Phong đi khiến người khác xì xầm, vội đưa cờ ti Liêu Thị tới có ý tứ, đấu đá, trong đó. Hàng hút quá nhiệt tình với David Liêu khói tránh khỏi làm Liễu Tuấn nghi ngờ và bất an hơn nữa hàng hút kiêu ngạo không cho phép mình làm thế. Hàng hút biết sĩ đồ của mình sau này của mình phải dựa vào lãnh đạo biết, nhìn hàng, thành tích quan trọng nhưng dù sao chỉ là thứ phụ trợ mà thôi. Vì thế hàng hút hiểu David Liu chỉ thông qua ấn tượng bên ngoài, cảm thấy David Liu khá kiêu ngạo, có lẽ phương thức tư duy của người Mỹ khác với người trong nước, phải làm rõ chân tướng rồi mới kết luận. Lý Tường nói, ngài David còn nói bọn họ tới tìm châu đầu tư, ký hợp đồng với tìm châu đúng pháp luật, các đồng chí kỹ ủy tỉnh không có bất kỳ một chứng cứ xác thực nào lại triển khai điều tra tư pháp với bọn họ là một loại sỉ nhục với danh dự bọn họ. Nghe tới đây hàng hút, Liễu Tuấn, Lê Mẫn Trung nhìn nhau tỏ ra hết sức lo lắng, không ngờ khác biệt văn hóa tạo thành hiểu lầm lớn như thế. David Liêu thậm chí đem việc này liên hệ với cả danh dự cá nhân và của tập đoàn họ Liêu thì vấn đề thực sự nghiêm trọng rồi. Nếu ở thời Trung Cổ lý do này đủ thành thách đầu đấu sinh tử rồi, kỳ thực trong nước cũng có câu, người dựa vào thể diện phật dựa vào thẻ hương cũng mang ý nghĩa tương tự vì thể diện người ta có thể liều mạng vậy làm sao lại cãi nhau lê mẫn trung hỏi xen vào lý tường vội đáp trần chủ nhiệm kiên trì cho rằng ở trên đất đai quốc gia tiến hành điều tra bất kỳ vấn đề gì cũng là hợp pháp bất kể là ai cũng phải phối hợp hai người không chịu nhường nhau ngôn từ dần trở nên kịch liệt không phải là cãi nhau thật lê mẫn trung lắc đầu ngôn từ kịch liệt là cãi nhau rồi còn gì chẳng lẽ với thân phận của Trần chủ nhiệm và David Liu còn dùng lời thô tục đầu đường xó chợ mới gọi là cãi nhau à? Hàng hút hiểu được tình huống cơ bản rồi rất khó chịu nói, Lý Cục trưởng, Liễu Thị trưởng bảo các đồng chí tới tìm hiểu tình huống trước là hy vọng các đồng chí có thể trao đổi rõ với ngài David, sao để xảy ra chuyện này? Lý Tường biết lúc này không thể cãi lý với lãnh đạo được, liền cúi đầu xuống tỏ vẻ hết sức hổ thẹn, Lý Nhí nói, Hàng Bí Thư, tôi không hoàn toàn nhiệm vụ thị trưởng giáo phó, tôi xin kiểm điểm với bí thư và thị trưởng. hàng hút khoát tay nhìn sang phía liễu tuấn. lúc này hắn không có tâm tư nào đi nghe lý tường kiểm điểm. hơn nữa chung quy lý tường là cán bộ liễu tuấn hết sức coi trọng. bình thường công tác rất xuất sắc. tình huống như hôm nay thật ra cũng không thể trách hắn được. liễu tuấn cau mày nói: bí thư, hay là chúng ta hội diện với ngài david để giải thích. hàng hút gật đầu: được. lý tường vội nói: ngài david đang ở phòng làm việc lầu trên, không biết các vị lãnh đạo tới để tôi dẫn đường cờ ti lưu thị đặt khu sản xuất ở dưới chân chân núi hoàng hoa diện tích mấy trăm mẫu có điều còn quá nữa là đấng trong đang được dọn dẹp tòa nhà duy nhất của công ty cũng xây ở đây nhưng trong quy hoạch hoàn chỉnh thì tách biệt hoàn toàn trước kia david Lưu cũng nghĩ tới xây văn phòng ở trong thị xã dù sao hoàn cảnh ở khu mỏ cũng gian khổ một chút tuy không nói không một bóng người nhưng mà nơi giải trí thì khỏi cần nghĩ tới về sau lưu hoa thành kiên trì xây dựng tổng bộ ở khu sản xuất Liễu Tuấn rất tán đồng với Liêu Hoa Thành, dựa vào sự xây dựng cờ ti liêu thị, đủ để thúc đẩy hiện đại hóa các thôn trấn xung quanh tiến lên. Cờ ti liêu thị mới tới hơn một năm mà hoàn cảnh xung quanh thay đổi to lớn, các cửa hàng cửa hiệu đua nhau mọc lên, tới tối đèn xanh đèn đỏ lấp lóe liên tục, ban đêm hơi có mùi vị ma chơi. Quan trọng nhất là nó mang tới nhiều công ăn việc làm, cùng với sự phát triển không ngừng của cờ ti liêu thị, tác dụng xúc tiến xã hội ngày một rõ ràng tòa nhà hành chính của cờ ti lưu thị có 9 tầng, mang phong cách hiện đại, ánh nắng chiếu vào long lanh rực rỡ chẳng thua kém gì khách sạn năm sao. Văn phòng của David Lưu không đặt ở tầng trên cùng mà đặt ở tầng 8, toàn bộ hành lang tầng 8 trả thảm đỏ dày, trên tường thì lấp lánh ánh vàng, trông cực kỳ phú quý, kết hợp truyền thống Đông Tây. Khi đám liễu tuấn chưa tới thì David Lưu ngồi tức tối một mình trong phòng, được nhân viên ở đại sảnh thông báo, hắn đành cố nhịn cơn giận ra cửa nghênh đón thấy đám người liễu tuấn miễn cưỡng nặng ra được một nụ cười, chương 1239, David Liêu phóng khoáng. Văn phòng của David Liêu lớn thái quá, chẳng những phòng tiếp khách, phòng nghỉ, phòng vệ sinh hết sức đầy đủ, mà còn có cả một sân golf mini quy mô không phải là nhỏ. Văn phòng của David Liêu đầy vẻ hiện đại hóa, bàn ghế không phải là gỗ lim thường thấy mà làm bằng kim loại màu bạc. Khi Liễu Tuấn tới Chicago, Liêu Hoa Thành từng mới y tới văn phòng ông ta uống trà, tổng bộ chỉ huy tối cao của tập đoàn họ Liêu ở nước Mỹ xa xôi lại làm kiểu Trung Hoa điển hình. Liêu Hoa Thành nói với Liễu Tuấn, bố cục văn phòng này là do cha ông ta để lại, nghe nói còn mời thầy phong thủy nổi tiếng nhất tới sắp đặt, có điều giờ không phải lúc thưởng thức văn phòng của David Liêu. Hàng hút mỉm cười nói với David Liêu, ông Liêu, thật xin lỗi, hiểu lầm mất rồi. David Liêu nói ngay, hàng bí thư đây không phải là hiểu lầm gì hết, theo tôi biết Ủy ban kiểm tra kỷ luật của quý quốc nếu không có chứng cứ xác thực sẽ không điều tra. Nói cách khác có người hoài nghi công ty của chúng tôi có vấn đề nên mới điều tra. Hàng hút vốn cũng biết người từ nhỏ sống ở Mỹ có phương thức tư duy khác biệt rất lớn người trong nước, nhưng không ngờ khác biệt lớn tới như thế. Mấy người mông chưa đặt xuống ghế, David Liu đã khai hỏa, chẳng hề nể mặt hàng bí thư. Đột nhiên hàng hút hiểu ra, chẳng trách trần chủ nhiệm vốn trầm tĩnh đối diện với một nhân vật dị loại như vậy cũng phải dùng ngôn từ kịch liệt, nếu không nghĩ tới ảnh hưởng chỉ sợ hàng hút cũng lập tức ngôn từ kịch liệt rồi, thấy hàng hút xấu hổ, Liễu Tuấn mỉm cười nói, giám đốc Liêu, chuyện gì cũng có thể trao đổi giải quyết mà, ngồi xuống đã rồi hãy nói, đối với Liễu Tuấn, David Liêu luôn mang chút sợ hãi, không dám quá đáng với y, cũng ý thức được vừa rồi mình thất lễ, vội xin lỗi hàng hút rồi mời khác ngồi, thư ký của David Liêu là một mỹ nhân da đen người cao ráo, đi tới pha cà phê cho khách một lần nữa sự khác biệt giữa hai cha con họ Liêu thể hiện rõ ràng. Hàng Bí Thư, Liễu Thị Trưởng, Lê Bí Thư, tôi chính thức kháng nghị với phía quý vị, việc tự ý điều tra công ty chúng tôi là không thỏa đáng. Vừa mới ngồi xuống, cà phê còn chưa đưa tới miệng, David Liêu đã rốt ruột kháng nghị một lần nữa. David Liêu tính cách nóng nảy, nếu chẳng phải Liêu Hoa Thành chỉ có một người con trai này, thì e rằng chẳng tới lượt hắn đền đây chủ trì công ty may mà hắn còn nhớ được chức vị của Lê Mẫn Trung. Hàng hút sắc mặt hơi trầm xuống, xem ra đối với người ngang ngược như David Liêu hàng bí thư có chút không nhẫn nại được rồi. Thực chất trong lòng quan viên trong nước có ít nhiều coi thường thương nhân, tư tưởng sĩ nông công thương hơn nghìn năm qua thấm vào trong ý thức, nhất thời khó mà thay đổi được. Nhưng hàng hút cũng không phải là nhân vật tầm thường, mau chóng điều chỉnh tâm tình, liếc mắt qua liễu tuấn mà không trở lời. Ý của hắn rất rõ, công ty này cậu đưa tới, thì cậu phải ra mặt, là bí thư thành ủy hàng hút lập tức tới Trấn An đã là nể mặt lắm rồi. Liễu Tuấn cười nói, giám đốc Liêu, tôi nghĩ ông hiểu lầm thật rồi, các đồng chỉ của kỹ ủy chỉ tìm hiểu tình hình, hoàn toàn khác với điều tra tư pháp. Nói thế này vậy, kỹ ủy là cơ cấu giám sát trong đảng của chúng tôi, không phải là cơ quan tư pháp. Vì có quần chúng tố cáo có cán bộ cá biệt trong đảng chúng tôi có hành vi không chính đáng, liên quan tới một số nghiệp vụ qua lại với quý công ty, cho nên mới tới tìm hiểu tình hình. Trong đảng của chúng tôi đó là một chuyện hết sức bình thường, không hề có ý nhắm vào bản thân giám đốc Lưu hay cờ ti Lưu Thị. Hơn nữa kết quả điều tra này không công bố ra ngoài, vì thế mong giám đốc Lưu đừng nóng giận. Nghe Liễu Tuấn giải thích, vẻ mặt David Lưu hơi hòa hoãn được một chút. Liễu Thị trưởng, tôi tin lời ngài có thành ý nếu đã là tìm hiểu tình hình, thế thì phải thông báo cho chúng tôi biết trước mới phải chứ thình lình tới thế này làm mọi người cảm thấy không được tin tưởng, cảm giác này hẳn các vị cũng hiểu, Liễu Tuấn gật đầu, giám đốc Liêu nói rất đúng, đây là sai lầm về phương pháp làm việc bên phía chúng tôi, tôi đại biểu phía tìm châu xin lỗi giám đốc Liêu và cờ ti Liêu Thị, cũng mong giám đốc Liêu hiểu cho chân tướng sự việc, nếu chuyện trong đảng của chúng tôi có liên quan tới quý công ty, tôi hy vọng giám đốc Liêu có thể phối hợp với việc điều tra. Nước chúng ta có câu tục ngữ, cây ngay không sợ chết đứng, chỉ cần giám đốc Liêu và công ty không làm gì sai trái, tất nhiên không cần sợ điều tra theo quy định thông thưởng này. Giám đốc Liêu thấy có phải không? David Liêu trầm ngâm, thấy cảnh này hàng hút vừa hả giận lại vừa nổi giận. Đừng tưởng có tiền là không ai làm gì được anh, còn tức giận là vì người có thể áp chế được David Liêu lại không phải hàng bí thư. Chuyện lúc nào cũng đảo lộn hết cả thế này thì làm sao hàng bí thư vui cho được. Một lúc sau David Liêu nói, liễu thị trưởng, tôi tôn trọng chế độ quý đảng cũng tôn trọng pháp luật quý quốc nếu như liễu thị trưởng cho rằng cuộc điều tra này là bắt buộc thì tôi cũng phối hợp nhưng có một điều tôi xin ba vị hứa cho kết quả điều tra cần phải bảo mật các vị có lẽ không biết tình hình ở nước mỹ chúng tôi nếu đối thủ cạnh tranh của tập đoàn chúng tôi mà biết chúng tôi bị cơ quan tư pháp của các vị điều tra thì đây là một chuyện nghiêm trọng bất kể giải thích như thế nào david liêu thủy trung kiên định cho rằng kỷ ủy là cơ quan tư pháp cũng chẳng trách hắn được, nước Mỹ kỳ thực chẳng có kiểu kiểm tra kỷ luật thế này. Liễu Tuấn trao đổi ánh mắt với Hàng Húc và Lê Mẫn Trung, mọi người đều khẽ thở phào. Vô cùng cảm ơn Giám đốc Liêu đã hiểu và ủng hộ cho chúng tôi. Xin Giám đốc Liêu yên tâm, kết quả điều tra nhất định sẽ giữ bí mật. Thái độ của David Liêu chuyển biến làm việc trao đổi tiếp theo nhẹ nhàng hơn nhiều. Tính cách David Liêu là như thế, khi chưa thông thì ương bước vô cùng. Lúc thông rồi khôi phục lại bản tính nhiệt tình hiếu khách, tươi cười mời mọi người uống cà phê. Vì lễ tiết đám liễu Tuấn ở lại văn phòng David liêu trò chuyện chừng nửa tiếng mới cáo từ. Theo thông lệ David liêu mời mấy vị lãnh đạo thành phố đi tham quan công ty của hắn. Hàng hút cười uyển chuyển từ chối. Giờ lấy đâu ra tâm tình mà đi tham quan công ty. Còn có củ khoai nóng bên kia đang chờ giải quyết đây này. Vội vội vàng vàng từ khu mỏ Hoàng Hoa Sơn tới nhà khách Giang Thành nơi đám trần chủ nhiệm nghỉ chân thì thời gian không còn sớm nữa. Hàng hút gọi điện thoại thông báo trước. Biết ba lãnh đạo tìm châu tới, Trần chủ nhiệm không dám sơ xuất, dẫn toàn bộ thành viên tổ công tác đứng ở đại sảnh đón. Đương nhiên đón khách là quy củ, còn khuôn mặt gỗ đá của Trần chủ nhiệm vẫn nghiêm như cũ. Đợi cùng tổ công tác còn có Tô Duyên Quang, Phượng Trí Dũng và Vương Hải. Bọn họ cũng biết tin tổ công tác bị đụng đầu vào đinh ở cơ ti liêu thị nên vội vàng chạy tới. Cho dù có tin tức đồ đại lần này tổ công tác thực chất nhắm vào Phượng Trí Dũng mà tới, nhưng không một ai dám sơ suất. Ai quy định họ chỉ được ra người này mà không được ra người kia. Người ta bề ngoài là xuống tìm hiểu tình hình. Trừ Phượng Trí Dũng ra nếu như các cán bộ khác có vấn đề gì. Tin rằng Trần Chủ nhiệm không ngại tìm hiểu thêm. Không khéo Phượng Trí Dũng chưa sao những người khác đã bị ngã cả rồi. Chuyện như thế không phải là chưa bao giờ có. Xin lỗi Trần Chủ nhiệm. Để xảy ra chuyện hiểu lầm nghiêm trọng như thế này. Vừa gặp mặt, Hàng Húc đã nắm chặt tay Trần Chủ nhiệm. Cười rất chân thành nói từ đầu tới cuối hàng hút kiên trì đây là một chuyện hiểu lầm bất kể có phải là hiểu lầm hay không cứ nói thế chiếm chủ động đã trần chủ nhiệm khóe miệng hơi nhếch lên coi như là một nụ cười trầm giọng nói hai loại văn hoa truyền thống khác nhau hai tư tưởng qua điểm khác nhau xảy ra va chạm là bình thường làm phiền ba vị phải tới tận đây thật không dám nhận nghe trần chủ nhiệm nói thế hàng hút khẽ thởi vào. mặc dù ý nghĩa nào đó mà nói hắn và trần chủ nhiệm là người cùng phe nhưng có thể thì tốt nhất không nên đắc tội với kỹ ủy tỉnh. Trần chủ nhiệm cho rằng như vậy thì tốt quá rồi. Chúng tôi vừa mới giải thích với ngài David Liêu sự hiểu lầm này. Ngài David Liêu đồng ý phối hợp với đồng chí kỹ ủy tiến hành điều tra. Có điều hôm nay thời gian đã muộn. Trần chủ nhiệm và các đồng chí hãy nghỉ ngơi trước ngày mai hãy hẹn giờ nói chuyện kỹ hơn. Hàng hút nói rồi ánh mắt như vô ý liếc qua Phượng Trí Dũng. Phượng Trí Dũng vẽ mặt thản nhiên. Chương 1240, hành động có dự mưu. Trời đã vào thu, thế cục chính trị ở Tiềm Châu trở nên quỷ dị, tổ công tác kỹ ủy tỉnh vẫn đang tiến hành điều tra ở Giang Thành, trừ tiếp xúc với cờ ti lưu thị ra tổ điều tra còn tiếp xúc với một số cán bộ và thương nhân Giang Thành. Trong qua thì không có một định hướng nào, nhưng người thực sự hiểu nội tình đều biết những cán bộ và thương nhân kia đều có liên quan nhất định tới Phượng Trí Dũng. Xem ra lời đồn không sai, mục tiêu kỹ ủy tỉnh rất rõ ràng, đang tìm kiếm chứng cứ bất lợi với Phượng Trí Dũng đối với cuộc điều tra của kỳ ủy tỉnh liễu tuấn không bận tâm lắm nguyên nhân rất đơn giản trong quá trình điều tra phượng trí dũng không tìm y hay nói chính xác phượng trí dũng không báo cáo riêng với y về chuyện điều tra điều này nói rõ trong lòng phượng trí dũng không có gì phải hổ thẹn nếu không hắn đã ngồi không yên rồi từ sau sự kiện dùng vũ lực đóng cửa mỏ trái phép cán bộ lớn nhỏ của tìm châu ai cũng coi phượng trí dũng là người thuộc liễu hệ rồi theo phân tích lẽ thường nếu hắn không phải thân tín của liễu tuấn thì liễu tuấn không ra sức trợ lực cho hắn như vậy dùng vũ lực đóng cửa mỏ là nguy hiểm rất lớn liễu tuấn làm thể là không còn đường quay lại nữa thậm chí trên cuộc họp thường ủy đã mở tiền lệ thảo luận miễn nhiệm mạc tiểu bình cán bộ cấp khoa kẻ đối đầu với phượng trí dũng ủng hộ như thế chẳng phải quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường có thể so được đối với cách làm của liễu tuấn cán bộ tìm châu nghị luận xôn xao một số người lão thành trầm ổn lắc đầu thang xem ra người trẻ tuổi vẫn là người trẻ tuổi, kích động lên là bất chấp hậu quả. Nếu không sớm thay đổi cái tật tuổi trẻ sốc nổi đi thì sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề. Tiếp đó sự kiện quần chúng cứu nại tập thể tự hồ ứng nghiệp với phân tích đó, nhìn đi không phải xảy ra vấn đề rồi sao? Nghe nói vì chuyện này mà cụ hạo cẩm triệu tập liễu tuấn và hàng hút quát mắng phê bình một trận, nói ra thì hàng hút bị vạ lây. Còn về phần dư chấn sự kiện quần chúng đó cho đến nay chưa tan, báo chí chính quy có lẽ chịu áp lực nào đó trừ báo Triều Ngọc Lan cho đăng sự kiện này một lần thì các báo khác không theo. Nhưng trên mạng Internet ngày càng náo nhiệt, không ngừng có bài viết mới xuất hiện đào sâu phân tích chuyện này, càng ngày càng lộ liễu, thiếu chút nữa chỉ đích danh liễu tuấn mà thôi. Đương nhiên mạng Internet cứ việc náo nhiệt, quan trường thì yên ả, không một ai công khai bàn luận việc này. Cả thai Duy Thanh còn chưa triệu kiến hàng hút và liễu tuấn, người khác xen vào làm gì. Mặt khác một số ít cán bộ tìm châu thì tán thưởng sự trượng nghĩa của Liễu Tuấn, mọi người truyền miệng khen, theo lãnh đạo phải theo người như Liễu Thị Trưởng, như thế dù có bị thiệt thòi cũng cam tâm tình nguyện, có gì Liễu Thị Trưởng gánh trước cho cơ mà. Đối với những lời nghị luận đó, Liễu Tuấn có thể nghe thấy cũng có thể không, có điều y không chú ý lắm. Với vị trí ngày nay của y, nhất cử nhất động của y sẽ thành đề tài thảo luận cán bộ cấp dưới, muốn để ý cũng chẳng để ý hết được. Liễu Tuấn thực sự để ý là là thái độ nhẫn nại của tỉnh. Theo Liễu Tuấn biết tố cáo nhắm vào Phượng Trí Dũng rất nhiều nhưng có rất ít tố cáo bằng tên thật, nội dung tố cáo cũng đủ loại, lớn thì tham ô trên triệu đồng, nhỏ thì nhận trà thuốc của cấp dưới. Còn vấn đề tác phong cũng chẳng thiếu, bao vợ bé, thậm chí là say sư quên đường về ở chốn gió trăng, nếu mà đúng hết thì đủ cho Phượng Trí Dũng chết tới chục lần rồi. Thường mà nói kiểu tố cáo này kỹ ủy tỉnh sẽ chẳng điều tra, tin tức nhìn thì rất nhiều, nhưng lộn xộn chẳng có mấy thứ có tác dụng. Nếu như chỉ là vì sự kiện quần chúng kia mà điều tra thì mười mấy ngày qua đã phải có kết luận rồi, nhưng tổ công tác không hề có ý thu binh, xem ra nhất định phải có vấn đề mới chịu thôi. Điều này làm cho Liễu Tuấn cảnh giác, tố cáo nhắm vào người đứng đầu đảng chính phủ trong cả nước gần như chưa bao giờ dứt, nhưng trong thời gian ngắn đột nhiên nảy ra nhiều tố cáo nhằm vào một người như thế thì khiến người ta phải suy ngẫm. hơn nữa với sự kiện quần chúng kia không khỏi quá trùng hợp chẳng lẽ trong đó không có vấn đề gì, lãnh đạo tỉnh ủy kinh nghiệm phong phú phải nhìn ra chứ, chuyện trái với lẽ thường làm Liễu Tuấn không thể không bận tâm, Vu Hoài Tính vẫn đem văn kiện và tư liệu quan trọng trong ngày chỉnh đốn ra, đặt lên bàn Liễu Tuấn. Thời gian qua Vu Hoài Tính luôn đưa tin tức mới nhất trên mạng đặt trên cùng, thị trưởng, Vu Hoài Tính nhỏ giọng nhắc Liễu Tuấn, giọng rất bình tĩnh. Ban đầu khi những bài viết kia xuất hiện, Vu Hoài Tính khá nóng ruột, mấy người trên mạng không biết rõ sen bừa vào làm gì, nhưng mỗi lần Liễu Tuấn xem xong đều chẳng bình luận gì thản nhiên vứt qua một bên, Vu Hoài tính dần yên lòng lại, thường thường Liễu thị trưởng trấn tính như vậy là thực sự đã có tính toán trước chỉ đợi cơ hội đến là cho đối thủ một đòn trí mạng, chuyện như thế Vu Hoài tính đã gặp quá nhiều rồi. Có điều lần này Vu Hoài Tính không phán đoán được Liễu thị trưởng rốt cuộc là không bận tâm hay đã có tính toán trước. Nếu như thị trưởng không bảo hắn dừng thu thập tin tức trên internet thì Vu Hoài Tính không dừng lại, Liễu Tuấn nghe tiếng gọi đặt văn kiện xuống, cầm bài viết in ra giấy lên xem, Vu Hoài Tính vội đi thay nước trà cho Liễu Tuấn rồi quay lại, "Hoài Tính, nhưng bài viết này ngày nào cũng có bài mới à?" Liễu Tuấn gần như chỉ xem lướt qua những bài viết đó, cơ bản đều là nội dung cố định, chỉ có điều có chút ý tiếng dần từng bước, trừ khi xuất hiện điều gì mới mẻ Liễu Tuấn mới quan tâm, còn thường chỉ xem qua một chút. Vu Hoài Tính không ngờ Liễu Thị trưởng lại hỏi như thế, nghĩ một lúc mới đáp, gần như là hai ngày có bài viết mới một lần. Liễu Tuấn cầm bài viết trước mặt lên nói, đều cùng một tác giả. Vu Hoài Tính lắc đầu, không phải, tên tác giả khác nhau, có điều từ văn phong mà xét, nhưng hẳn là hai tác giả, văn phong hai người khác nhau. Liễu Tuấn cười, cầm cốc trà lên uống một ngụm, nói, nói nghe xem nào. Tim Vu Hoài Tính giật thóc một cái, đây là lần đầu tiên Liễu Tuấn hỏi hắn cái nhìn về những bài viết kia xem ra không phải là liễu thị trưởng không quan tâm mà có chuẩn bị trước. Theo liễu tuấn nhiều năm, vu hoài tính hình thành một thói quen, đó là với những chuyện bất thường đều nghiên cứu sâu hơn. Sau sự kiện quần chúng đột nhiên nảy ra nhiều bài viết như thế, ban đầu vu hoài tính không bận tâm cho lắm. Hiện giờ Internet đã không còn là thư mới mẻ nữa. Do liễu tuấn muốn phổ biến máy vi tính ở Tiềm Châu, nên văn phòng chính phủ thành ủy cơ bản đều có máy vi tính. Trên bàn làm việc của vu hoài tính cũng có một cái thấy liễu tuấn coi trọng nói như vậy, vu hoài Tín cũng mau chóng học tập. nếu chỉ nói riêng về thao tác sử dụng, vu hoài tính có thể gọi là cao thủ rồi. lần đầu tiên nhìn thấy những bài viết đó, vu hoài tính thấy rất bình thường. xảy ra sự kiến lớn như vậy mà internet lại câm lặng, mới là kỳ quái. tiếp đó các bài viết đua nhau xuất hiện làm vu hoài tính chú tâm. thường mà nói thì tác giả trên mạng không chú tâm vào một đề tài quá lâu, nhưng hiện giờ rõ ràng có người tóm chặt lấy chuyện này hơn nữa mũi giáo chỉ thẳng vào lãnh đạo chủ yếu của chính phủ tiềm châu thì không bình thường rồi. Vì thế Vu hoài tính bắt đầu nghiên cứu tỉ mỉ những bài viết đó hồng tìm ra manh mối. Thị trưởng, tôi cho rằng đây là hành động có dự mưu. Vu hoài tính nói rất chắc chắn. Liễu Tuấn ra hiệu cho hắn nói tiếp. Từ thủ pháp viết văn mà phân tích, rõ ràng là xuất phát từ tay của người chuyên nghiệp, kết cấu chặt chẽ lo không giống hứng lên mà viết. Hơn nữa bên trong bài viết sử dụng rất nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp mà chỉ người trong thể chế mới hay dùng, Liễu Tuấn mỉm cười, Vu Hoài Tính gọi nó là thuật ngữ chuyên nghiệp, đúng là có vài phần sáng tạo, những bài viết đó để riêng tự hồ không có gì, nhưng sâu chuỗi lại có thể thấy chúng đang tiến dần lên, hình như mỗi ngày đều vạch trần một ít chân tướng, giống như khai ngọc vậy, để cuối cùng sáng tỏ mọi việc, Liễu Tuấn gật đầu, thú vị, không ngờ cậu nhìn ra điều này, Hoài Tính cậu ngày càng có tính hài hước rồi. Vu Hoài Tính không ngờ Liễu Thị trưởng lại tán thưởng như vậy, cười ngượng nói, chỉ là một ví dụ thôi. Liễu Tuấn gật đầu, ví dụ này rất chính xác, đây đúng là một hành động có dự mưu, thời gian nắm bắt chuẩn, hiện giờ chân tướng sắp rõ, đòn tiếp theo của bọn chúng sắp mang ra rồi, bọn chúng còn có ngón đòn tiếp theo. Vu Hoài Tính cả kinh, khẳng định là có, chương 1241, yêu hải anh có ý kiến. Trong lúc đó có rất nhiều phóng viên tới tìm châu, Lai lịch của những phóng viên này đều rất lớn, dựa theo trật tự thời gian chia làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là hai phóng viên, nghiên cứu kiến thiết đảng của Trung Tổ Bộ, đó là tờ Nguyệt Sang cho phát hành công khai duy nhất của Bộ Tổ chức Trung ương, độc giả chủ yếu là cán bộ đảng viên cấp xử trở lên. Chuyên mục chủ yếu, chuyên luận, bình luận của báo, nghiên cứu lý luận V, V. Hai phóng viên đó tới tìm châu với mục đích chủ yếu là phỏng vấn công tác tuyển chọn bồi dưỡng bí thư chi bộ nông thôn đang phổ biến khắp tìm châu. Công tác này sau khi thí điểm thành công ở huyện Bạch Hồ, năm nay đã mở rộng ra khắp khu huyện toàn thành phố, tuyển chọn cán bộ cơ sở trẻ có tài thành người dẫn đầu chi bộ Đảng nông thôn. Công tác này thu được hiệu quả rõ ràng ở huyện Bạch Hồ, tuyệt đại bộ phận bí thư chi bộ thay bằng người trẻ tuổi, kinh tế nông thôn huyện Bạch Hồ đã bày ra một thế phát triển tốt đẹp, đặc biệt là nghề nuôi trồng đặc sản đang sinh ra hiệu ích kinh tế rất tốt. Sau khi mở rộng ra toàn thành phố, Công tác tuyển cử bí thư chi bộ nông thôn các nơi tiến hành thuận lợi, nhiều nơi xuất hiện bí thư chi bộ mạnh mẽ xuất sắc. Công tác này từ khi thí điểm được phòng tổ chức tỉnh ủy coi trọng, tiếp đó được trung tổ bộ coi trọng. Qua một năm vận hành đã có một phương thức vận hành từ lý luận tới thực tiễn khá khả thi, có điều kiện mở rộng ra phạm vi lớn hơn. Hai phóng viên đó được tiếp đãi nhiệt tình, bí thư hàng hút đích thân tháp tùng hai phóng viên tới huyện Bạch Hồ và mấy huyện nông thôn khác khảo sát bốn ngày. Tuy nói tờ Nguyệt Sang đảng này chỉ mang tính lý luật, nhưng rất được lãnh đạo đảng và quốc gia coi trọng. Phóng viên của Nguyệt Sang đúng là xứng đáng được coi trọng cao độ, nhưng bí thư thành ủy tháp tùng thâm nhập điều tra 4 ngày thì cực kỳ hiếm thấy. Đãi ngộ đó từ góc độ khác đã phản ánh phân lượng của việc này trong lòng hàng hút. Hai ký giả Nguyệt Sang vô cùng tán thưởng những điều trông thấy ở Tiềm Châu. Trừ Hàng Hút và và Hồ Tri Vận vô cùng coi trọng việc này thì các thành viên khác trong thường ủy ngay từ đầu đã lựa chọn thái độ cẩn thận quan sát. Vốn công tác này giành được thành tích to lớn PH là niềm kiêu ngạo toàn bộ thành viên trong bang. Sở dĩ xuất hiện thái độ này là do thế cục khác thường của Tiềm Châu. Có vẻ như phong ba do việc đóng cửa mỏ trái phép làm đồng chí thị trưởng Liễu Tuấn khá bị động. Tới giờ trên Internet còn thi thoảng xuất hiện bài viết công kích Liễu Thị trưởng. Lúc này đột nhiên có phóng viên tới như để quét vàng lên mặt hàng bí thư, còn Liễu Thị trưởng thì khá mất mặt. Các thường ủy liễu hệ lo mình quá nhiệt tình sẽ khiến thị trưởng thẹn quá hóa giận nhưng thái độ của mọi người chuyển biến nhanh chóng. Nguyên nhân là do thái độ của Liễu Tuấn. Liễu Tuấn biểu thị hoan nghênh nhiệt liệt với hai phóng viên này. Khi trao đổi riêng với mấy thường ủy liễu hệ cũng yêu cầu mọi người toàn lực ủng hộ để các phóng viên có thể hoàn thành công tác một cách thuận lợi. Chỉ thị của liễu thị trưởng nhanh chóng được quán triệt, phóng viên đi đến đâu đều được tiếp đãi nhiệt tình. Bí thư thành ủy đích thân tháp tùng phóng viên khảo sát lại cần thị trưởng ủng hộ đằng sau đúng là quá dị, cảm tưởng trong lòng hàng hút ra sao người ngoài khó mà cảm thụ hết được cho dù thế nào cuộc phỏng vấn của hai đồng chí phóng viên kết thúc tốt đẹp hai phóng viên của nguyệt sang kiến thiết đảng vừa rời khỏi tìm châu thì nhóm phóng viên có lai like lịch lớn hơn tới đó là hai phóng viên của lâu năm của nhật báo nhân dân mục đích cũng là công tác bồi dưỡng lựa chọn bí thư chi bộ nông thôn nhật báo nhân dân không phải là tờ báo chuyên môn kiên thiết đảng nhưng là tờ báo đại diện tiếng nói trung ương đảng có địa vị không thể sánh bằng kiến thiết đảng và kinh tế có thể được Nhật báo nhân dân thừa nhận là vinh dự to lớn. Đồng chí Hàn Húc hết sức co hứng, cũng đãi ngộ với hai phóng viên Nhật báo nhân dân như hai phóng viên trước, gần như tháp tùng khảo sát toàn bộ quá trình. Nhưng lần này có người ý kiến, đó là đồng chí yêu Hải Anh. Từ khi Hồ Tri Vận tới nhậm chức, bí thư Hải Anh vô cùng khó chịu, điều này cũng có thể hiểu được. Trước kia Phùng Huyền Huy tại nhiệm, hai cán bộ tổ chức hợp tác thân mật, cho HN hút ngồi uống trà hóng gió. Rất ít phó bí thư đảng ủy nào đảng uy phong hiển hách như đồng chí Hải Anh, cái cảm giác nắm đại quyền trong tay thật tuyệt vô cùng. Hồ Tri Vận vừa tới tiếng nói trong công tác cán bộ của yêu Hải Anh bị suy giảm mạnh, nhưng đây là chuyện không tránh được. Công tác cán bộ mà bí thư mất quyền là không bình thường, huống chi hàng Húc còn là đích hệ của bí thư tỉnh ủy. Yêu Hải Anh mặc dù chấp nhận kết quả này nhưng rất không cam lòng. Lần trước phóng viên Nguyệt Sang kiến thiết đảng tới, hàng Húc tháp tùng toàn quá trình chẳng khác gì ăn một mình không chia cho thành viên trong ban chúc vinh dự nào, điều này làm yêu hải anh thầm nổi giận. lần này không ngờ lại như thế, yêu hải anh không chịu nổi nữa. trên quan trường rất kiên kỵ việc làm này, hàng húc có là người đứng đầu thì cũng không thể chiếm lấy hết vinh quang của các đồng chí khác. huống chi công tác này không xuất phát từ tay hàng húc mà do liễu tuấn đề xuất trên cuộc họp thường ủy. tiếp đó trong quá trình thực thi liễu tuấn, yêu hải anh, phùng huyền huy đều ra sức ủng hộ. hiện giờ quả chính rồi, hàng húc hái xuống ăn một mình đẩy toàn bộ thành viên trong ban qua một bên, chỉ gọi Hồ Trí Vận vào ăn chung, yêu hải anh hoàn toàn không được không được nhòm ngó chút nào, làm như thế thực sự khiến người ta tức giận, thị trưởng, sao có thể làm như thế được. Cứ như công tác ở tiềm châu này là do một mình hàng hút hắn làm, còn chúng tôi là đồ trang trí hết cả vậy, trong phòng khách của biệt thự số 16, yêu hải anh tức tối nói, yêu hải anh tính cách thẳng thắn, yêu ghét phân minh, trong lòng bất mãn với hàng hút nên ở trường hợp riêng tư đều gọi thẳng tên hắn, sau khi hồ tri vận tới càng như thế, thậm chí cả ở trường hợp công khai, ví như cuộc họp bí thư, khi tâm tình bí thư hải anh không tốt gọi thẳng là đồng chí hàng hút mà không phải là hàng bí thư, vì thế đoán chừng hàng hút rất có ý kiến với yêu hải anh, nhưng nhất thời không thể làm gì được cô ta, cho dù cụ hạo cẩm cũng không thể tùy tiện điều động vị trí của yêu hải anh dù sao đã đổi trưởng phòng tổ chức giờ đổi luôn cả phó bí thư đảng ủy thành người thân cận của hàng hút rất có khả năng làm liễu tuấn phản kháng mạnh mẽ Cụ hạo cẩm phải cân nhắc kỹ mới được Cụ bí thư đã được thấy đồng chí liễu tuấn phản kích rồi đúng là không dễ kháng cự bí thư hải anh có chuyện gì mà lại nổi giận như thế nghiêm phi mỉm cười hỏi sau khi nghiêm phi đưa liễu dương tới tìm châu định cư yêu hải anh thành khách quen của biệt thự số 16. thậm chí nhiều khi liễu tuấn không có nhà nhiều hải Anh cũng chạy tới gõ cửa, dù sao cũng cách không xa. Bí thư Hải Anh ăn tối xong ra ngoài tản bộ bất tri bất giác lại đi tới nhà liễu thị trưởng, thuận tiện vào ngồi nói chuyện với Nghiêm Phi treo chọc liễu dương béo mút cũng là thú vui hiếm có. Nghiêm Phi rất ít khi ra ngoài, hiếm có quan hệ mật thiết với người khác. Nguyên nhân thứ nhất là vì liễu tuấn chức cao quyền lớn, Nghiêm Phi ngây thơ khờ khạo phải chú ý không để kẻ có mưu đồ thừa cơ. Hai là do tính cách của Nghiêm Phi, không thích tiếp xúc với người lạ, dù sao cô có sự nghiệp của riêng mình, chìm đắm trong đó là lạc thú vô cùng, thêm vào chồng con làm bản, không thấy cô đơn chút nào, Liễu Tuấn thậm chí nói đùa là mình có vợ tiên, vì yêu Hải Anh là thành viên nữ duy nhất trong ban thường ủy thành ra chiếm ưu thế, có thể thoải mái ra vào biệt thự số 16, dù tuổi tác cô ta và Nghiêm Phi trên nhau tới mười mấy tuổi, phương diện tính cách cũng một trời một vực, nhưng làm người ta thấy là là cô ta và Nghiêm Phi lại nói chuyện rất hợp, có nhiều đề tài chung đương nhiên đa phần là yêu hải anh nói nghiêm phi nghe hai người qua lại không ngờ thành bạn thân khi nói chuyện với nghiêm phi yêu hải anh thường không nói tới chuyện công mà chỉ nói tới đề tài mà nữ nhân hứng thú đối với yêu hải anh thân vị trí cao mà nói cũng là niềm vui lớn bình thường cô ta tìm đâu ra một thính giả có thân phận thích hợp như thế đoán chừng đây là do duyên phận sai khiến